lời dẫn chuyện đế đức càn khôn đại, hoàng ân vũ lộ thâm, nghĩa là đức lớn trùng trời đất, ơn vua mưa móc dày, đó là đôi câu đối thường gặp ở thời nhà Thanh, mỗi khi xuân về, bất kể từ người làm quan hay dân thường, đều lấy giấy điều viết lên dán ở cửa ngoài. Không kể đến câu chữ của vế đối hay giờ thế nào, mà chính là để nói về sự hưng thịnh của các vương triều nhà Thanh, ơn vua rõ ràng đã không sao tả xiết. Vương triều nhà Thanh thời ấy quả là hưng thịnh ơn vua sâu dày đến vậy sao? Đúng là thời kỳ đầu, quả có hưng thịnh thật, dân chúng đã có câu, khang, ung, càn, thịnh thế. Khang ở đây tức là thời khang hy, ung là triều đình ung chính, còn càn chính là thời vua Càn Long. Chỉ nói riêng thời Càn Long, nhà vua ở ngôi 60 năm, trước sau 6 lần xuống Giang Nam, ở phía Bắc thì xây dựng hành cung thừa Đức, phía Tây thì đi tuần ở ngũ Đài Sơn mấy lần cất quân bình định ở biên ải phía tây nam tây bắc nhiều lần chị bè phái gian thần lại sai xét xử nhiều vụ án khá rắc rối một đời làm vua khuấy động nhiều việc gây được nhiều người làm theo nhưng cũng là ông vua đầy ham muốn tin yêu gian thần khiến cho giang sơn gấm vóc có nơi cũng phải sầm tối hỏng nát không nói đến các vị lương tài thao lược không nói đến các bậc tài giỏi hoặc ẩn sĩ cũng không nói đến chuyện đám son phấn ở sáu cung chỉ nói đến hỏa thân một người quyền trùm cả triều đình, ba chục năm khuynh loát và với con người thông minh tuyệt thế, tài xuất cổ, kim là lưu dung, cũng vô khối chuyện không sao kể hết. Hai người này làm quan cùng triều trong 10 năm, thời gian này chưa rõ ràng, ân oán khó kể lại, nhưng tài trí thắng hèn bậy, trung nghĩa thắng mù quáng vâng theo, cười ra cười, mắng ra mắng, gắng gỏi thắng ăn sẵn, à a xảo trá, đủ các kiểu chuyện. Có lúc là chuyên vui cho muôn thừa có lúc thì dì giả bình luận. Lại nói mùa xuân niên hiệu Càn Long thứ 16, khắp nơi trong nước về đi thi. Tụ tập đông đúc ở Bắc Kinh, dự cuộc thi ba năm một lần, lần này thật tấp nập, ai cũng mong đỗ, mà triều đình thì mở cửa mong thu nhận được nhiều người tài đức trong thiên hạ. Sau khi đã có tên đề bảng thì vào thi trước thềm vua, được đức vua thân ra đầu bài, từ đó chia thành tam giáp tiến sĩ ba ngôi đệ nhất giáp tiến sĩ, đứng đầu là Trạng Nguyên người đỗ thứ hai là bảng nhẫn, người đỗ thứ ba là thám hoa. Ba người đỗ đệ nhị giáp gọi là tiến sĩ xuất thân, còn ba người đỗ tam giáp tiến sĩ gọi là đồng tiến sĩ xuất thân. Đoạt được từ tam giáp trở lên là những người được vinh quy, coi là cá vượt vũ môn, chờ ngày bổ quan. Đầu xuân năm ấy, cái lạnh mùa đông còn chưa lui, mà kinh thành đã rộn hơi xuân. Các sĩ từ nô nức vào kinh đô, các hàng quán nhà trọ, đều bị đám người đi thi ở chật. Càng gần đến ngày thi, phố xá treo đèn kết hoa không khí hân hoan, náo nhiệt, quên cả lạnh giá. Mấy năm gần đấy, mùa màng mưa thuận gió hòa, chăm họ an cư lạc nghiệp, vô hết lòng chăm lo việc nước, các địa phương quan lại cần mẫn thanh liêm, văn trị vũ công so với các chiều trước không thua kém, thi nhân đua nhau sướng hỏa cầm, kỳ, thư, họa các mặt đều giỏi giang, người người thoải mái, phong độ hiên ngang vị vua lúc này cũng là một loại văn nhân cậy tài coi thường mọi thứ thường cùng với các bầy tôi trước mặt và các bậc học sĩ trong nội các cũng là một bậc tài tình liệu có ai dám trước mặt vua khua môi múa mép tranh tài thi thố cho nên vua càn long thừa ấy đi đến đâu đều dồi dào thi hứng vẩy bút thành thơ dựa vào sử liệu đã in vua càn long sinh thời làm hàng vạn bài thơ nhưng cũng bất hạnh thay dẫu lưu truyền đời sau một vài bài cũng không nổi nhưng cũng có thể gọi là một ông vua tài hoa. Đó là bàn chơi, theo sách đã truyền, đường lúc nhà nước đang nhiều điểm tốt, nhờ ân đức từ vua Thái Tôn, đến chiều này càng thịnh trị, năm nay mở khoa thi kén người tài. Phàm những người tài giỏi, đức độ, văn hay đều được kêu gọi, hoặc do những người có danh vọng, hoặc do quan châu, quan phủ đề cử, đều vào kinh đô ứng thi. Chiếu thư ban xuống, cả nước hân hoan chào đón. Những người Anh Tuấn khắp nơi nô nức sắm sửa liều chóng quyết trí đua tài, sao cho đầu xuân này phải có mặt ở Kinh Đô, các nơi trên đường chỗ nào cũng gặp người đi thi. Đến Kinh Thành lại tìm chỗ kết giao, các bầu đoàn kéo nhau tới, thầy kèm theo tớ, người hầu đi theo nhà sang, lũ lụt vào Kinh Thành. Giữa Kinh Thành nhận nhau, cùng tuổi, cùng khóa, cùng học, cùng làng, tốt này tốt nọ, thật náo nhiệt. Một lần tới Kinh Đô, làm cho đất trời rung truyền. Lúc ấy ở Kinh Kỳ, dẫu nhiều lần đã chứng kiến cảnh thi cử, nhưng rầm rộn như lần này thì quả là chưa từng có. Riêng các dinh phủ, hội sở, cửa hàng mở thêm hàng ba nghìn gian, dân chúng các nơi chủ động treo biển đón khách, chiêu đãi những người vào kinh úng thi. Quang cảnh trường thi náo nhiệt, các hàng quán chung quanh, hết người ra lại người vào, đường phố ủn tắc, thuyền nọ, xe kia, cười cười nói nói, đầy đường chỗ nào cũng xưng hô, niên huynh, thế huynh, hiền đệ khỏi nói đến nơi trường thi chỉ nói những phố quanh đấy lúc nào cũng đông như hội nào chọn bút nào mua giấy chen vai thích cánh rồi nơi quán ăn quán điểm tâm ồn ào người nối người chuyện dài chuyện ngắn đủ vẻ người đời thường nói ca gáy vượt vũ môn l tấp nập không đâu bằng trường thi trường thi tiến sĩ cống viện lệ thường đến dự kỳ thi hội khi vào đều phải qua cửa long môn ngư quán rồi mới được vào chính trường thi mỗi người vào đó chẳng khác gì chú cá vẫy vùng trong dòng nước phải qua cửa long môn để dự cuộc nhảy vượt sóng tỉ như cá chép vượt cửa rồng vậy cái đám cá mong hóa rồng này cùng một lứa đua tài thì trong đám phồn hoa nào bì cho kịp do đó mà họ thường tìm thầy xem bói bói đền chùa bói dịch toán thường được bói về vận số trong thi cử được hỏi han về ngày sinh tháng đẻ rồi may trong những ngày tới các vị bói toán nhân đó mà bán giấy bán bút mực, bùa chú hương nhang đến những nơi cần lễ bái. Các đoàn người đi thi lôi thôi, lốc nhốc, áo nhỏ rách, bụi đường trường bám đầy, không cả kịp sửa sang, mà một sớm tên đề trên bảng, được vào, điện thí, được dự lễ, tạ ơn, rồi được ban áo mũ cân đai, thì quả gây nên náo nhiệt cả một vùng, ai nấy đều biết. Chỗ đất này rất thuận lợi nên ai cũng cố chen chân. Lại nói kỳ thi lớn năm ấy, có một người nhập vào dòng người đông đúc ấy dẫu chưa đỗ đạt nhưng cả vùng đều biết tiếng đạo đức văn chương đều trội được các quan địa phương cử lên thi hội không rè đường đi vất vả thân hình lại yếu đến kinh đô thì ốm ngoài việc ở quán trọ lại phải lo cắt thuốc những bộ áo mới ở nhà mang theo đều phải đem cầm bán người này tuy kinh luân tài trí đầy mình song nhiều năm khổ học đến nỗi lưng gù vốn dĩ sinh thành không đủ đầy cũng chẳng có ai chỉ dẫn cho vào kinh thân thích lại chẳng có thấy kỳ thi hội sắp đến mà bệnh tình lại không giảm dù chẳng có gì trở ngại nhưng thân thể hao gầy trông thật thiểu não hôm đó ngày thi hội đã tới giờ thìn cửa trường mở toang sĩ tử nô nức ùa nhau vào anh ta phải gắng gượng mang thân ốm bước từng bước đến trường thi do bị ốm cáo áo bông cũ màu đen anh đang mặc do thân thể bị gầy lại lăn lóc nhiều, nên chỗ rách bung ra khá to. Bất đắc dĩ, anh phải lấy chỉ khâu lại, lấy chiếc áo choàng trùm lên, đầu đội một chiếc mũ đờ mỏng, trên vai đeo một giải lụa điều của người được chọn đi thi. Cũng nói qua một câu, đương thời, phàm những người nào chưa đỗ được địa phương tiến cử vào kinh đô thi hội, để phân biệt với người đã đỗ ở kỳ thi hương, thì khi vào trường đeo trên vai một giải lụa đỏ, có giải lụa ấy gọi là, đã được chọn, do bị ốm nên cử chỉ chậm chạp đến được cửa trường thi thì giờ thìn đã qua mà quá giờ này cửa trường thi khép lại nếu bị lỡ một kỳ thi lại phải đợi ba năm nữa anh ta cố tìm cơ may lau mồ hôi chán thở dài một tiếng cất bước trước thềm cổng tìm cách lọt vào mắt thì thấy giờ thìn đã trôi qua đám người đi thi ồn ào đã vào cả trường thi nhìn quanh không thấy ai tới cửa không có một người qua lại anh ta ngóng mãi vẫn chẳng thấy ai liền kéo chuông gọi. Người coi cửa chính là nội công thị vệ, hôm ấy được nhà vua sai đến canh phòng thi, trên dưới 20 tuổi, người không cao, nhung mày thanh, mắt đẹp, răng trắng môi đỏ, tổ tiên trước ở Kinh Đô, cũng là dòng người mãn, nguyên tổ tiên về ở Giang Nam đã lâu, anh ta lớn lên ở đó, du học, vào trường. Bị núi thiêng sông đẹp đất Giang Nam quyến rũ, miệng dẫu nói tiếng kinh kỳ nhưng giọng mãn thì vẫn còn chưa hết. Hai người, một ở bên trong, một bên ngoài cửa, cả hai không hẹn mà gặp, đều đứng sững nhìn nhau. Người thị vệ đào mắt nhìn một lượt thấy một anh vai đeo vải lụa, đã được chọn, biết là người đến dự thi hội. Chẳng biết nghĩ ngợi một hồi ra sao, bỗng khịt mũi, cười rồi thuận miệng đọc nhĩ xuyên đông y, đái hạ mão, hồ đồ xuân thu, người mặc áo mùa đông, đội mũ mùa hè, xuân thu, l, nào biết. Người đứng ngoài cửa nghe được, trong lòng dẫu đang chẳng vui gì, bụng nghĩ ta và ngươi không quen biết, xa không thù, gần không oán, sao lại buông lời chẳng lấy gì làm lịch sự. Ví như ta dẫu là người chẳng có danh tiếng gì, cũng là người ơi được các quan địa phương đề cử. Tuy chẳng thông kim bác cổ, có lẽ nào lại chẳng biết, Xuân Thư. Người đánh giá người thấp quá đấy, tuy trong bụng tức thế, nhưng thấy anh ta vẫn chưa ló mặt, chỉ nghe tiếng nói đúng là người giang nam, người đã khinh người, thì ta cũng chẳng cần phải trọng ngươi liền quay đầu hướng về người thị vệ, đọc luôn, nhị cư nam phương đáo bắc địa, hỗn chứng đông tây. Hai vị đó là ai, bạn đọc có biết không? Nói ra thì các bạn không tin, người mặc áo mùa đông, đội mũ mùa hè, ông Dung Đĩnh Đạc đó là người ở Chư Thành, Sơn Đông, họ lưu tên là Dung, tên chữ là Sùng Trinh, tên hiệu là Thạch Am. Còn người thị vệ là kẻ sau này uy quyền lướt cả triều đình chính là đại gian thần hòa thân tên chữ là Chí Trai, họ Nưu Cô Lộc, người dân tộc Mãn nơi đất chính Hồng Kỳ. Kỳ thi ấy, Lưu Dung đúng là cá váy vượt cửa rồng, bị vua Cản Long chỉ cho đỗ đệ nhị giáp đệ nhị danh, còn hòa thân, kỳ thi đó xong cũng được vào hầu yếu ở vườn Thượng nguyên Cũng từ chuyện vào thi, hai người đã, một chửi, một mắng, sau này làm quan cùng chiều tranh đấu sứt đầu, mẻ chán, thần kinh quỷ khóc vậy. Hồi thứ nhất, truyền thuyết về Lưu Dung và Hòa Thân mỗi người một kiểu, tuy chưa đến nỗi thâm thù, nhưng người này đối với người kia chẳng thú vị gì, chẳng hề chơi với nhau, nhưng lại có mối ràng buộc, để sau này, 10 năm cùng làm quan trong chiều, người này đấu lại người kia, lúc giữa ban ngày, lúc trong âm thầm lặng lẽ, một đằng, giữ thần, giúp dân, yêu đất nước, một đằng, lòng tham, tay nhuốm bẩn, thâm hiểm đầy, cũng là do, mỗi người một vẻ, mà ra, càng ngày càng rõ kỳ thi tiến sĩ vừa rồi, bởi Lưu Dung, tên có chữ Dung là bức thành đất, nên Đức Vua đánh xuống đứng thứ hai để nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Vua Cản Long mở khoa thi xong, triều chính vô sự, nhân lúc xuân về hoa nở, đãi yến các ông nghề mới đỗ, liền hạ chỉ đến mồng 10 tháng 4, mở tiệc đãi các tiến sĩ tân khoa ở vườn Thượng Uyền. Đúng mồng 10 tháng 4, khi lui trầu, càn Long đến vườn Thượng Uyền. Trong vườn, bá quan văn võ các tiến sĩ tân khoa đang chầu trực thấy vua đến đều nhất tề quỷ xuống ba lần hô vạn tuế vua bước ra khỏi hiệu rồng nhìn một lượt chỉ thấy trước kiệu một đám đen ngòm những người là người liền nghĩ lại rằng ta mới hé ra nửa lời mà họ đã kéo đến đông thế ta chỉ muốn ban ân sủng đến đám tiến sĩ mới thôi đám kia té nước theo mưa chẳng qua một lũ ăn theo uống theo thôi cái đám này có đến già một nửa nhưng chiếu vua đã ra thu lại làm sao được liền truyền rằng các tân khoa tiến sĩ hãy theo chậm đến vườn hoa các người khác hãy dùng ở sân vườn nghỉ ngơi mọi người tạ ân mấy vị tiến sĩ mới theo vua tiến vào trong vườn thực ra nhà vua là người rất thích chỗ ồn ào náo nhiệt sao hôm nay lại không thích tụ tập đông người vốn là người rất thích thơ phú từ khúc văn chương muốn trong đám bể tôi mới toanh kia hiện rõ tài hoa bữa nay lại là buổi đầu tiên gặp mặt các tân tiến sĩ, trước hết muốn lấy ân sùng để rõ tài đức. Thứ hai là xem cái đức học của đám quan nghề trẻ này so với các bậc cựu thần, trời vực là bao. Với lại cái đám bề tôi cũ cla, vốn đã quen ăn chơi, cho dự chung làm gì, lúc nào cũng lăm le, cơ hội là bám theo vua. Họ mặc ùa theo đông như kiến, ban thường làm sao cho xuể, họ nào có chú ý đến chuyện đã giả dạ yếu, có học hoặc không có học có tài hoặc không có tài nghe vua bảo dừng lại họ đâu đã hết hào hứng nhưng không dám đi theo chỉ đưa mắt tìm xem chỗ nào có thể ngồi nghỉ lại nói mấy vị tân khoa tiến sĩ nghe nói đức vua muốn ban yến mấy bữa nay vui mừng ngủ không được ăn không biết ngon bụng nghĩ hoàng thượng ban yến hẳn là rôm giả còn bây giờ trọ ở quán tồi ăn cơm xoàng mãi bao giờ mới thôi đây lần lần lữa lữa lúc nào cũng nhắc đến ngày mùng 10 tháng 4. Bữa nay, trong vườn hoa, lại nghe Đức Vua chỉ cho đám tiến sĩ mới theo hầu. Cao hứng thầm nghĩ, đúng là, ơn trời vàng vặc, ân sủng càng thêm, vậy. Mấy ông nghề này đều lần đầu mới đến Kinh Đô, đã bao giờ thấy vườn vua đâu. Bữa nay được thăm, quả là, hoa thơm cỏ lạ khắp nơi, đình, gác, lầu, đài tranh sáng, nước hồ xanh trong, bờ liễu phơ phất, chim quý đua hót hay công nữ người nào cũng đẹp khiến mấy ông tân khoa cứ ngây người chố mắt thấy họ như thế nhà vua bất giác mỉm cười chưa thử tài vội rể họ dạo chơi thật là mấy chú trước nào biết vườn vua nay hiện lù lù trước mắt nhà vua vừa đi vừa cười nói còn đám tiến sĩ tân khoa nín như gà ăn thóc nghe vua nói cười họ rất hân hoan vua chợt nhìn thấy lưu dung lông gù đầu nhỏ liền nhân lấy dung để đùa vui liền hỏi khanh vị quan này là lưu dung xưa nay diện mạo chẳng được như ai nên không dám đi trước giờ thấy nhà vua hỏi đến liền vội chạy lên trước thưa tâu hoàng thượng thần là tân khoa nhị giáp tiến sĩ lưu dung cản long nghe vui vẻ nói khanh là lưu dung chính là vi thần đây ạ lưu dung vội trả lời hây triều đình ta mở khoa thi lấy người giỏi hướng về chọn nhân tài thế mà lại chọn được một vị tầm thường vụng về liệu có là người vầy bút, chữ đẹp như cắt hiện ra không? Mọi người nghe đều cười ầm lên, lưu dung lòng dạ nhói đau, chẳng vui gì, nhưng đâu dám bộc lộ, miệng chỉ tâu, đó là ân điển của Hoàng thượng. Vua nhân đó liền bảo, lưu dung, thế thì hãy nhân đó làm đầu đề, vịnh một bài thơ xem nào. Thần đâu dám, đùng nói đâu dám, thần lĩnh chỉ, mọi người đều phụ họa, anh hãy làm đi, bất tất quá khiêm tốn. Liều Dung vốn đang chẳng cao hứng gì, lại nghe vua bảo làm thơ, biết rằng vua lấy mình ra đùa thôi. Lại nghĩ, mình nào muốn khoe khoang, chẳng qua là họ hùa nhau, trêu mình, thế thì không thể không làm. Liền cất tiếng ngâm, lương gù cõng trời, đất bụng chứa đầy kinh luân, mắt nhìn rõ chung, nịnh một bước đến thềm rồng, hết lòng vì xã tắc, nguyện đền đáp ơn vua, xấu xí mà tài lớn, hiền đức vốn dư thừa, nghe lưu dung ngâm xong, các ông nghề thầy đều kinh ngạc cúi đầu đưa mắt nhìn vua nhà vua nghe rồi lòng rất ưng lại nghĩ ta chưa nói người là lưng gù người đã tự nói ra rồi lại cho ta là nhìn mặt lấy tài thế thì ta gọi người là thằng gù xem người ăn nói ra sao nghĩ thế vua cười liền bảo thơ hay đấy nhưng lưng gù thì giảng như thế nào lưu dung đáp lại tâu lưng gù là gù lưng ạ à? càn long lại hỏi thế gù lưng giảng ra sao xin đúc vua tha tội Thần không biết ạ, à, cản long nghe đoạn, cười lớn bảo, ái khanh, đó chính là chàng vù. Chẳng lẽ khanh không xung đáng với mấy chữ ấy ư, ừ, nói rồi, vua cứ liên hồi bảo. Liêu lưng vù, liêu lưng vù, mọi người nghe thấy đều cười vang, liêu dung nghe hết, liền tiến lên một bước, khấu đầu ba cái, miệng thưa luôn, tạ ơn đức vua, kẻ bầy tôi nhỏ mọn này quả là đáng với ba chữ ấy. Đám người theo dõi cử chỉ của Lưu dung hết sức ngạc nhiên. Cản Long thấy thế nói luôn, khanh tạ ơn gì vậy? Lưu Dung này tạ ơn được phong là chàng gù, vua nói, phong là chàng gù thì được cái việc gì? Được chứ ạ. À? Mỗi năm thần sẽ được hưởng lộc đến hơn vài vạn lạng bạc. Chuyện gì thế này? Số là đời nhà Thanh đã định rõ, khi đức vua tuyên phong bằng miệng cho ai thì cứ mỗi chữ, mỗi năm được hưởng lộc một vạn lạng bạc. Vì thế mà Lưu Dung vội lên tạ ơn ngay. Khoảng niên hiệu Quang tử Tây Thái Hậu sau này là người hưởng lộc cao nhất hàng năm, nghe nói riêng tiền son phấn của Tây Thái Hậu đã tới 16 vạn lạng. Số tiền ấy, muốn rút cũng không nổi, đó là vì nhà thanh đã quy thành chế độ, Thái Hậu đã được tuyên phong đến 16 chữ, đó là Từ Hy, Đoàn Hứa, Khang Hy, Chiêu Dự, Trang Thành, Thọ Cung, Khâm Hiến, Sùng Hy, mỗi chữ là một vạn lạng, 16 chữ là 16 vạn lạng. Lưu Dung đã hai chữ, chàng bù hẳn là mỗi năm phải được hai vạn lạng nhà vua thấy sự thể như thế liền nghĩ ta có tiền thì cũng đâu thường cho như thế liền cùng với lưu tranh luận lưu dung ta phong cho ngươi là chàng bù là chuyện khác là nói đùa thôi lưu dung nói muôn tâu vua đâu có nói giỡn. bệ hạ bảo câu này không tính nếu câu này không được tính thì những lời sau của đức vua ai còn tin vua nói tính hoàng thượng đã nói không tính trước rồi sao làm ngược được? Tính, là tính đấy. Đến nhà vua mỗi năm bồng lộc cũng chỉ được vài vạn lạng, thế là từ đó bụng dạ vua không yên. Vua nghĩ, ta tưởng đùa gã, nào ngờ gã lại tính luôn thành tiền. Gã này cũng láo thật, quả là không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài, đám người đi lên, rồi dùng từ một tòa nhà nhỏ nhìn thấy hồ thái dịch nước trong xanh, nhà vua quay lại nhìn lưu dung, nghĩ đến chuyện hai vạn lạng bạc. Bụng nghĩ thế nào ta cũng tìm mọi cách xóa cái chuyện phong hai chữ chàng vù mới được. Giả dụ, mỗi năm hai vạn, mười năm hai mươi vạn, hắn sống đến một trăm, tám mươi tuổi, ta lấy tiền đâu mà trả. Trước mặt các quan rồi, biết làm sao, nghĩ vậy vua liền quay đầu lại gọi, Lưu Dung, có thần, vua bảo bầy tôi chết, bề tôi không chết thì sao? Lưu Dung nói, giả, là bất trung à, cha bảo con chết, con không chết thì sao, thế là bất hiếu à? đúng như vậy, ta là vua, ngươi là bề tôi, ta bảo ngươi chết, ngươi chết chứ. Mọi người nghe, sợ thay cho Lưu Dung, trong lòng nghĩ đang lúc nhà vua cao hứng, đáng lý nên nhân đấy làm cho vua vui thêm, đằng này lại chẳng chịu nghe ra, mượn lời vua, với cây lợi vào mình, khiến đức vua nổi bực, nghĩ ra mẹo mới. Làm thế nào bây giờ, nếu như vua cứ ban lời, thì anh chàng ắt là phải chết. Lưu Dung nghe vua nói, nghĩ rằng, hỏng rồi xem ra hoàng thượng nói đùa mà làm thật chà làm sao bây giờ không làm theo lời hoàng thượng ư cũng chết làm thì chết thật ư nhưng xem việc gì rồi cũng có sơ hở ta sẽ liệu cách làm thế nào đây bảo ngươi chết ngươi không chết thế là kháng chỉ không tuân tội đáng chết nếu ngươi tuân chỉ thì sống sao nổi thế là dành cho lưu dung chỉ là hai chữ thôi lưu dung đưa mắt thưa thần hầu chỉ vua hỏi ngươi hầu chỉ theo chỉ nào Ta bảo người chết thì đi mà chết đi, Lưu Dung hỏi, tâu, bệ hạ bảo Dung chết, nhưng chưa nói chết như thế nào, xin ban chủ ý. Vua nghĩ, dĩ nhiên là bảo người chết rồi, ban chủ ý thì ban, bèn bảo, trước mặt là hồ Thái Dịch, sâu tới hơn một trường, nhảy xuống mà chết. Người nhảy đi, thần lỉnh chỉ, nói đoạn, Lưu Dung xăm xăm tiến tới hồ, cản lòng thật ra trong lòng không muốn bắt Lưu Dung chết, chỉ muốn dọa hắn một chút, để xóa chuyện hai vạn lạc bạc lưu dung đâu biết được ý đồ của vua cứ tiến lên đúng đến chỗ không bước thêm nổi nữa đám tiến sĩ thấy lưu dung hăm hở ai nấy đều sợ thay cho lưu dung đến chớm bên bờ hồ thì lại không nhảy chỉ nghiêm mình xuống hồ ba lần rồi quay lại đến trước mặt cản long nói thần xin được dâng lại chiếu chỉ nhà vua chun mũi lại bảo nhà ngươi giao chiếu chỉ nào vậy tâu thần vừa định nhảy dưới nước có một người ngăn lại bảo cho hỏi vài câu hỏi xong thì hãy nhảy vua lấy làm lạ hỏi dưới nước có người ư ai ấy giả dạ, là khuất nguyên ạ à? khuất nguyên nói với ngươi điều gì ông ấy nói với thần thế này ta gặp hôn quân nên mới chết ngươi gặp vua sáng suốt nên quay lại khuất nguyên thấy vua mê tối vô đảo, khiến ông phải nhảy xuống nước mà chết còn thần lưu dung gặp được người là minh chủ thì chết làm gì do thế dung này quay lại chủ thần là đức càn long thần không chết không chết được cô hoàng thượng nói vậy là ngươi đừng chết ta bảo ngươi chết hóa ra ta là vua mê tối ư thôi được ta cho ngươi được sống vua nghĩ hầy xóa được chuyện phong hai chữ thằng ù đỡ tốn vài vạn lạng bạc ta lại mang tiếng hôn quân ồ nhất định phải nghĩ cách khác để xí si xóa hai vạn lạng này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì thế đám tiến sĩ vừa mới thăm vườn hào hứng đôi chút giờ không dám hí hửng thêm chỉ cung cúc theo vua đến ngũ long bình xem khu tiểu tây thiên rồi đến lầu vạn phật vừa đến cửa thấy hai chậu mã lan nhà vua chợt nghĩ ra điều gì có thể nhằm chỗ yếu của lưu dung lấy tay chỉ vào hỏi lưu ái khanh hai chậu này là cây gì vậy lưu dung thuận miệng đáp luôn đó là mã lan hoàng thượng lại vặn hỏi thêm thế nào gọi là mã lan đối với các quan trả lời thô dụng là bị phạt bổng nhân đó là xí xóa hai chữ phong chàng bù hai vạn lạng coi như không có Lưu Dung nhanh trí lấy tay chỉ luôn một chậu mã lan nói, tâu như chậu này là vạn niên thanh, mùa nào cũng đẹp cả. Lưu Khanh, sao lại gọi là chậu vạn niên thanh? Lưu Dung nói, tâu, thần nghĩ đó là đại thanh giang sơn nhất thống, do đó gọi là nhất thống. Nghĩa là, một chậu, vạn niên thanh, nhà vua nghe quả là thích thú, liền tỏ lời vỗ về, khen là khá. Cản Long có một chiếc vuốt đeo ở đầu ngón tay cái, là một đồ tiến cống của phương Tây vô giá. Vua liền nói, chuyện nhất thống vạn niên thanh giỏi đấy, Lưu Dung chấm thưởng cho ngươi chiếc vuốt này, vua nói xong, liền rút trao cho Lưu Dung. Thực ra, vua nào có thực tâm thương đâu, nếu vua trao cho Lưu Dung cầm lấy đeo vào, là mắc tội khi quân. Ta là vua, ngươi là bề tôi, dù là cách của ta rút ra trao, ngươi dám đeo ư. Tội khi quân đấy, dẫu không bị giết thì chuyện phong hai chữ, chẳng bù, coi như xí xóa lưu dung biết thừa chỉ nói thần xin cảm tạ ơn vua chỉ tạ ơn thôi ư người đeo vào đi lưu dung nói dạ thần đâu dám vua nói không đeo hay là ngươi chê nếu người nói không thích tức là kháng chỉ không có hai vạn lạng bạc nữa đâu lưu dung chỉ nói đức vạn tuế thưởng cho thần thần đâu dám không nhận nhận sao ngươi không đeo tâu nếu đeo vào thì mắc tội khi quân không đeo tức là kháng chỉ không kính vua vua nghĩ hắn bảo ta nói ớm ở đây, liền bảo, thế bây giờ ngươi định thế nào? Bệ hạ tặng thần chiếc vuốt này, thần không dám đeo, thần xin được đưa cho người hầu theo thần, xin được đem về quê tại huyện Gia Thành, Phủ Thanh Châu, tỉnh Son Đông, dâng lên thờ tổ tiên thần. Được, chuyện chiếc vuốt thế là qua, chả còn cách gì, vua tôi lại cùng dạo bước, tiến tới điện Phật, đám người đi theo chẳng ai nói năng gì, lưu dung thì mồ hôi rầm chán, bụng nghĩ không biết vua còn thử chuyện gì nữa đây. Vào đại điện, chỉ thấy một pho tượng lớn, một vị A-di-đà bụng rất to. Vua hất đầu chỉ tay nói, liều ái khanh, pho tượng này là vị Phật nào, liều dùng suýt nữa thì bột miệng thưa là Phật A-di-đà bụng to, sợ vua lại vặn hỏi. Phật là Phật, sao dám bảo là A-di-đà to bụng? Làm quan to mà ăn nói thô lỗ, ắt bị phạt giáng cấp. Hai chữ phong, chàng ngu, coi như xí xóa hai vạn lạng bạc mất toi và chiếc vuốt quý cũng phải trả lại biết vậy lưu dung chạy lên thưa đức vua hỏi đến thần xin tâu đây là vị phật vui ạ à? câu trả lời thật đúng vị phật kia chẳng toét miệng đang cười là gì vua tuy đế lưu dung trả lời rất giỏi xong lại hỏi thêm một câu sao ông ấy lại cười cười chấm ư sao phật thấy phật cười ư vua nói đoạn liền đi đến bên kéo lưu dung đối mặt với phật rồi nói Lưu Ái Khanh, Phật thấy ngươi cũng cười đấy. Trả lời được câu này quả rắc rối. Nếu như Lưu Dung thuận miệng nói theo, vâng Phật thấy, Phật cười, thì ông cũng giống như vua ư. Lại tội khi quân, mọi thứ thu hồi tất, đẩy ra chém ở trước cửa ngọ môn, chuyện phong hai chữ, chàng bù, cũng xi xoa. Người chết nguèo rồi, tiền cấp cho ai, Lưu Dung đảo mắt, vội thưa, tâu, Phật cười thần không chịu sửa đạo còn Phật nhìn thấy bệ hạ mà cười tức là Phật thấy, Phật mà vui, để nghênh giá. Phật thấy thần cười là muốn bảo rằng người bên là hoàng thượng, đứng bên để làm gì? Ngốc thế, sao không biết lễ, thế là Phật cười thần không chịu sửa đạo thần tử, ông ấy cười là nhạo thần đấy à? Vua nghe nói thế rất vui, liền bảo, lưu ái khanh, một quãng đường quả là bao khó khăn cho khanh đấy nhỉ? Nếu như người tài trí hơn người, ta phải xem việc người đỗ nhị giáp tiến sĩ có ẩn khúc gì không? Mọi người thấy vua vui vẻ, lòng cũng nhẹ nhõm, cuộc dạo chơi vườn thượng huyền của Lưu Dung chấn động cả kinh thành. Hồi thứ hai, lại nói, Càn Long thấy Lưu Dung đối đáp giỏi, rất ưng ý, liền sớm truyền bày tiệc đãi quần thần. Yến tiệc bày ra, đám tiến sĩ theo vua dạo chơi đem chuyện Lưu Dung kể với mọi người. Ai nghe thấy đều phục là thông tuệ, phục tài, trên tiệc rượu, Càn Long ngồi trước quần thần, lại khen tài Lưu Dung một lần nữa. Các quan đều hết lời xưng tụng, tranh nhau đến mời rượu, trong đó hẳn cũng có người ganh ghét ngầm, không phục. Lưu Dung đâu phải uống được rượu, nhưng vua ban tiệc, các quan đua mừng khen tài, đành phải uống mấy chén, xem ra cũng hơi choáng choáng. Cản Long thấy các quan chưa thật hào hứng, bèn nói, nơi đây đều đủ mặt văn khôi nổi tiếng, lại có tân khoa tiến sĩ, có lẽ để chấm ra câu đối giúp thêm tử hứng. Thứ nhất đó là vua đang thích thú về chuyện dạo chơi ban sớm ở vườn hoa. Thứ hai là muốn thử tài các quan. Các quan biết ý, liền đều đồng thanh xin vua xuất đối. Cản lòng trầm ngâm dây lát, thấy ngoài điện nước hồ ánh dáng chiều, rất đẹp, liền ra một vế đối. Dáng chiều ánh nước, ông trài hát mãn giang hồng. Các quan cũng có người giỏi đối, nhưng hoàng thượng ra câu đối, chẳng lẽ đối ngay liền vờ như đăm đăm suy nghĩ lưu dung mượn hơi lượn liền đối tuyết rắc ngang trời trai xóm ca phả thiên lạc cản long nghe xong mỉm cười nhìn vào các tân tiến sĩ bèn ra đối mười khoa tiến sĩ chơi vườn hoa lưu dung không cần suy nghĩ đối ngay vạn tuế thiên hoàng ngồi thềm ngự cản long thấy lưu dung đối rất nhanh câu nào cũng đắt lòng thầm vui bèn nói lưu dung trong ngày trẫm có hải đường non lưu dung đáp thần có, sơn dược quý, chậm nói là, một nhánh hải đường non, tâu, thần thưa, nửa chi sơn dược quý, càn long sửa lại, chậm nói, một cành mang là hải đường non, lưu dung nói, tâu, thần thưa, nửa nhánh dễ liên sơn dược quý. Bên dưới có một người, dạch miệng cười nhìn thẳng mặt lưu dung, đọc to lên một vế đối. Anh Vũ lắm lời đua với gió, Lưu Dung nghe biết anh chàng này có ý bóng gió nhạo mình, liền cũng chẳng nể hạ luôn, nhện kia dẫu giỏi há bằng tằng, lại có một ai đó, gióng lên một câu mới, chó ré vô chi sợ ngõ hẻm, lưu dung nào chịu, đối luôn, đại bàng cánh rộng vút trời cao, lại có ai đó sướng lên một câu mới, bình thấp, dám gỏ lưng, mở miệng, lưu dung đối luôn, khóa vàng, vô vẻ quý, sáng lòng, lại có người thấy lưu dung linh lợi, liền đọc trong tuyết có mai, tuyết ánh cảnh mai, mai ánh tuyết. Lưu Dung đối luôn, gió vờn trúc biếc, chúc xoay gió biếc, gió xoay che. Lại có ai đó, đọc lá bồ, lá đào, lá bồ đào, lá ấy, gốc ấy, lưu dùng nghĩ một chút, đối luôn, hoa mai, hoa quế, hoa quế mai, xuân thơm, thu thơm. Mọi người tranh nhau ra câu đối, cản long, mặt rồng hớn hở, đám các quan say xưa quên cả uống rượu, cản long nghe trong bàn tiệc có giọng thổ âm tứ xuyên. Cản long liền bảo, lưu ái khanh, chẫm có câu này, người hãy đối nhé. Thiên lý vi trùng, trùng sơn trùng thủy, trùng khánh phù. Lưu Dung vội nói, lĩnh chỉ, và đối ngay. Nhất nhân thành đại, đại bang, đại quốc, đại minh quân. Cản lòng không ngờ Lưu Dung lại tài giỏi thế. Lòng rất cao hứng, liền cười bảo, Lưu Ái Khanh, chẫm nhìn đây cả một triều đình lớn. Quan văn, quan võ, xem ra ngươi là người khá nhất. Thôi hãy quên chuyện hôm trước đi, chấm phải phong cho ngươi chữ gì khác với chữ chẳng ngù chứ nhỉ nghe vua nói thế các bàn tiệc cười vang lưu dung cũng cười nói tạ ơn hoàng thượng ban khen thần đâu dám chối cản long bữa nay thật cao hứng vì nghe được nhũng câu đối giỏi đắt giá không biết ông vua này còn bày ra những trò gì nữa đây tương truyền năm nọ vào ba mươi tết vua cản long vận áo thường dân đi ra đường tuần thú chỉ có một cửa hàng giày là không thấy treo câu đối liền đầy cửa bước vào thấy chủ hàng xem ra không vui, vua hỏi sao vậy? Chủ hàng than thở nói, năm nay trong lòng không vui, chẳng bụng dạ nào nghĩ câu đối để dán. Vua Cản Long nói, thế thì ta viết cho một đôi, chủ quán vui vẻ lấy giấy mực, vua Cản Long liền viết luôn cho hai câu này, chảy lớn, chảy to, đánh đuổi quỷ nghèo ra cửa, dây dài, dây ngắn, dắt luôn của cải vào nhà. Giải nghĩa, ngày xưa tiền được sâu thành quan, thành chuỗi, bức hoành phi thì đề, hải điếm hưng long, nghĩa là cửa hàng giày luôn thịnh vượng. Câu chuyện vua Càn Long ở nhà hàng giày lan truyền đi ngay, nội thành, ngoại thành khắp nơi bàn luận, người người lũ lượt kéo đến xem câu đối vua viết. Chủ hàng nhiệt thành tiếp đãi vui vẻ, người bán, người mua giày, ra vào tấp nập, lại một bận, Càn Long ra khỏi chiều. Cùng với tể tướng cáo lão về làng là Trương Ngọc Thư cùng uống rượu. Vua Cản Long ra câu đối cho Trương tể tướng đối câu đối như sau diệu nhân nhi nghe thị thiếu nữ, nghĩa là người đẹp kia là con gái họ nghe loại này là thứ câu đối triết tử chữ diệu chữ nghe viết tách ra đều có nghĩa là con gái cả trương ngọc thư nghĩ mãi cũng không đối được lúc ấy nhìn người thiếp đang hát mới đối luôn đại ngôn giá gia cát nhất nhân nghĩa là người lớn tim ấy là người nhà gia cát vì chữ đại và chữ gia triết tự đều có nghĩa nhà như nhau vua càn long nghe xong liền thưởng ba chén rượu trương ngọc thư rót rượu thì rượu hết người thiếp trẻ liền cười ra luôn một vế câu đối mới thủy lãnh tửu nhất điểm lưỡng điểm tam điểm nghĩa là rượu nhỏ giọt một giọt hai giọt ba giọt vua cản lòng nghĩ câu này đến nửa ngày cũng không đối nổi vừa hay dưới lầu có tiếng gọi mua hoa trương ngọc thư liền đối luôn rằng đinh hương hoa bách đầu thiên đầu vạn đầu nghĩa là hoa đinh hương trăm nhánh nghìn nhánh vạn nhánh câu trên có ba chữ gần với dấu chấm thủy một giọt hai giọt ba giọt câu dưới có ba chữ cũng hợp với chữ đinh là trăm nhánh nghìn nhánh vạn nhánh thật đối được cả chữ lẫn ý lại một lần vua cản long lên thuyền vi hành gặp người chủ thuyền nhân thuyền ghé vào đón khách vua vịn lấy thuyền bước lên thấy ông khách tướng mạo dở rỡ liền dắt thuyền tới nói này ông kia tôi ra một câu đối ông đối xem nào liền đọc cảng khẩu chứng thuyền nhân, thuyền tiền nhi giảng khẩu, nghĩa là bến cảng nắm thuyền nhân trước mà nói chuyện. Vua Cản Long đối ngay sao được, khi xuống thuyền nhìn lên bờ ngước mắt thấy phía trước, thấy có một nơi bán ngói, có mấy ông khách đang ló đầu ra tranh cãi điều gì. Vua liền đối cảnh sinh tình lập tức đọc cho chủ thuyền qua đầu mãi ngõa vi ngõa giá dĩ giao đầu, nghĩa là đầu hang bán ngói, vì giá ngói mà chạm đầu, câu trên hai tiếng, cảng khẩu, thường lẫn với, giảng khẩu, của âm địa phương. Câu dưới chữ, qua đầu, cùng, giao đầu, cũng là từ đồng âm. Chủ thuyền nghe xong, choàng tay ra khen, đối hay quá, đối hay quá. Lần khác, vua Càn Long đến An Phủ, Giang Tây, ông hỏi một người không quen, đây là chỗ nào? Đáp, Tân Thành, vua ngẫm nghĩ một lúc rồi đọc. Tân Thành kỳ thời cựu, nghĩa là mặt miếu, thành mới lúc nào cũ, nghĩ mãi, nghĩ mãi không đối nổi. Vua đi tiếp đến một nơi khác. Cản Long lại hỏi, đây là đâu? Đáp, phù thạch, lý giờ vua mới nghĩ ra được vế đối, phù thạch hà nhật trầm, nghĩa là, đá nổi bao giờ chìm, phù thạch, tân thành đều là địa danh, cựu nghĩa là, cũ, và tân nghĩa là, mới, rất đối, phù, nổi, và trầm, chìm, rất đối, hà nhật trầm, nghĩa là, bao giờ chìm, đối với kỳ thời cựu, nghĩa là, lúc nào cũ, trên dưới đều rất trình, rất thú vị thế mới biết Càn Long là người dụng tâm vào thú làm câu đối. Lại nói về trên bàn tiệc bữa ấy, Lưu Dung mượn hơi rượu, thấy vua cao hứng, cũng không kìm giữ nổi, bất kể biết thanh ý thế nào. Lưu Dung nói, tâu đức vạn tuế, thần nghĩ được một vế đối, xin người nghe cho. Không lường nổi Lưu Dung dám nói như thế, văn võ bá quan trên bàn tiệc đều kinh hãi, bụng nghĩ, Lưu Dung hỡi Lưu Dung, người cậy thông minh, sao lại dám nghĩ ra chuyện sốc nổi này nếu như hoàng thượng đối được thì thôi ví như không đối nổi có phải mua khổ vào mình không lúc ấy vua uống rượu đang thú vị viên tiểu thái giám cầm hồ rượu rót rượu càn long thấy nó không được dành liền vẫy tay gọi viên thị vệ đứng ở dưới lên hầu quạt nghe lưu dung nói liền bảo ái khanh cứ ra đi đừng ngại lưu dung liền ra một vế đối tùng ngửa viết kỳ tùng từ mỗi tùy kỳ tử lạc nghĩa là dưới bóng tùng đánh cờ vây quả tùng dụng theo quân cờ dụng Vừa nghe câu đối ra thật có ý, nhưng chưa nghĩ ra vế đối, vừa làm ra vẻ trầm ngâm, vừa rót rượu đưa lên miệng. Viên thị vệ thấy hoàng thượng có vẻ lúng túng, liền cúi mình xuống, nói khẽ: "Sao hoàng thượng không lấy ý dáng liễu bên hồ?" Cản Long nghe gật đầu hướng mắt nhìn ra hồ, chợt nghĩ ra, liền đọc: "Liễu biên thủy điếu, Liễu ti thường bản điếu ti huyền." Nghĩa là, bên liễu buông câu tơ liễu thường quấn quýt với dây câu, các quan nghe đều dầm trời tán tụng, càn long quay lại nhìn viên thị vệ hầu quạt, thấy môi hồng, răng trắng, quả là một thanh niên đẹp trai, liền gật đầu chú ý, nhấp một ngụm rượu nữa, hướng về lưu dung, vua nói, lưu ái khanh, còn câu đối nào hay nữa không? Thói thường nếu thấy việc đã tốt rồi thì nên thôi, nhưng lưu dung có đâu chịu thế? Cũng do trong tiệc do uống đã nhiều, nên cái gan cũng to hơn gấp bội giá ngày thường thì gã cũng chịu nghị đấy song bữa nay như gió xuân đắc ý sao mỗi chốc lại thu về được nghe vua truyền lại càng phờn bèn thưa tâu vạn tuế thần lưu dung trên đường tiến kinh đi thi thấy miếu khổng minh miếu ấy tu sửa có phần đặc sắc do đó ấn tượng khó quên dọc đường chỉ nghĩ đến miếu khổng minh nghĩ ra một vế đối đến nay vẫn chưa đối được không biết hoàng thượng có chịu nghe không vua nghe càng háo hức liền bảo nói nhanh nói nhanh để chẫm và mọi người cùng nghe. Đám người nghe Lưu Dung nói, có kẻ không ưa, nghĩ bụng, cái thằng gù Lưu Dung kia, thật là người mua lấy cây chết, không biết được, việc đã tốt thì nên thôi, lại cứ muốn chơi giỡn trước mặt vua, thật chẳng biết trời cao đất dày là gì. Không biết người ta thường nói việc đã xảy ra một lần mà không thể xảy ra hai lần ư. Người tự mình mua môi múa mép, không lo hậu quả ra sao, hãy cứ ngẫm xem lời ta nói thế nào. Lưu Dung thấy vua sẵn sàng nghe, tinh thần phấn chấn liền ra một vế đối, thu nhị uyên, bài bát trận, thất cầm lục túng, ngũ trượng nguyên trung, tứ thập cửu thịnh tinh đăng, nhất tâm chỉ vọng thuần tam cố, nghĩa là, thu hai xuyên, bảy tám trận, bảy lần bắt, sáu lần tha, năm lần ra nguyên trung, bốn mươi chín ngọn đèn dâng sao, một lòng chỉ nghĩ đền đáp chuyện ba lần đến mái liều tranh. Vua và các quan nghe đều thấy vế ra quá hay thâu tóm hầu hết được nhũng sự tích một đời khổng minh lại khéo dùng các chữ số từ một đến mười thật khó có thể ai nghĩ ra được một tuần trà đã qua mọi người vẫn còn xôn xao bàn tán nhưng không một ai đối nổi tất cả đều đổ dồn nhìn vào đức vua chỉ thấy cản long tay nâng chén rượu đầy cúi đầu ngẫm nghĩ thấy vậy người nào cũng mong nghĩ ra vế đối để giải bớt nỗi lo của hoàng thượng trong đám người này cũng có người thông minh chợt nghĩ đối được đoạn này chữ kia, song không dám khinh suất nói ra, sợ làm dối ý nghĩ của nhà vua. Quay nhìn Lưu Dung, thấy gã vẫn cứ tự rót rượu mà uống, mọi người nghĩ bụng, sao lúc các quan không nghĩ nổi, nếu người đã có sẵn vế đối, nói luôn ra đi, làm gì cứ chơi khăm nhau thế, nói ra có phải tốt cho ngươi không? Các quan nghĩ mãi không ra, chỉ thấy viên thị vệ hầu quạt bên nhà vua, lại cúi gập mình xuống, khẽ nói với Cản Long, tâu đức vạn tuế cho phép nô tài được nói. Cản Long quay nhìn, vẫn là viên thị vệ nọ, không biết là anh ta đã nghĩ ra cách đối hay định thưa điều gì liền gật đầu ưng thuận. Viên thị vệ che quạt, thưa, hắn nói đến văn thần, hoàng thượng hãy lấy vụ tướng mà đối. Hắn nói đến chuyện tam cố thảo lư của khổng minh, sao bệ hạ không nghĩ đến chuyện cứu con côi của triệu vân. Nghe được câu ấy, nhà vua như bừng tỉnh, vua đặt chén rượu đầy xuống, cười một trận ha ha nói, Lưu Ái Khanh, Khanh ra vế câu đối thật là giỏi, nào biết vế đối của chẫm liệu đối có xứng không đây? Các quan nghe ai nấy đều vui vẻ, cùng tâu, Hoàng thượng thật sáng suốt. Chấm, vua Cản Long mặt bừng khí sắc, đưa mắt nhìn một lượt đại sảnh, từ từ đọc vế đối, bảo cô tử, xuất trùng vi, nhất mã đơn phương, trường bản kiểu biên, số bách thiên viên thượng tướng, độc ngã do năng báo lưỡng toàn, nghĩa là, ôm con côi, ra khỏi vòng vây một ngựa đơn phương bên cầu trường bản, trước trăm ngàn viên thượng tướng, chỉ ta là giữ vẹn cả đôi. Mọi người nghe xong, xưng tụng hết lời, đều nói, hoàng thượng anh minh, vế đối thật tuyệt tác. Sự tích về triệu vân vốn chưa ai nói kỹ, chỉ lấy tích cứu A đầu giữa muôn vạn quân địch, rất oanh liệt, vế đối này mượn đề tài, khéo dùng những chữ, bách, thiên, đơn, lưỡng, độc, cô, trùng. Cũng là những từ số lượng mà vế gia đã đặt bẫy để đối lại, thật khó ai có thể làm được. vua cản long cũng biết vế đối hay nên càng đắc ý, thấy mọi người khen, lại rót thêm rượu. liêu dung nghe xong, vội quỳ lạy, khấu đầu, miệng nói: hoàng thượng muôn tuổi, người thật là người trời, thực là điều may mắn cho triều đại ta. bệ hạ đối hay không những giải được suy nghĩ nhọc nhằn, lại khiến thần như cây khô được mưa xuân, xương thu vậy, đầu óc mở mang, kiến thức được bồi đắp. cản long nghe mỉm cười không nói chỉ nghĩ đến viên thị vệ hầu quạt liền quay đầu lại hỏi ngươi là người thế nào viên thị vệ bước lên khấu đầu thưa tâu đức vua nô tài là giám nghi thị vệ nô tài tên là hòa thân cản long nghe thử suy đoán về hòa thân nghĩ bụng người này tuổi trẻ đẹp trai ta vừa mới thấy lần đầu cũng thử xem thế nào đã liền bảo ngươi đang làm thẳng dư sai sứ để khỏi dùng lầm người ta đưa ngươi làm sai sứ đặc biệt được không? Hòa thân nghe được, vội quỳ xuống, cất cao giọng xin tạ ơn trời biển của Đức Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Cản Long rất vui, nghĩ rằng chàng trai này hẳn có tài hình dung tuấn tú, lại bảo hòa thân rằng, bình thân, người hãy theo luôn bên ta, chờ những việc ở trong cung chẫm cần sai bảo. Chẳng cần nói đến chuyện hòa thân tạ ơn cùng việc yến tiệc tan thế nào, chỉ nói đến lưu dung thấy Cản Long nâng chức cho người ấy, lại nghĩ đến chuyện anh ta nhân lúc thẻ thọt mà dâng lời bụng già hẳn khác lại nghĩ biết đâu sau này anh ta lại là đối thủ của mình kéo theo bao người khác nữa liền tỉnh đến một nửa rượu anh chàng hòa thân kia tự biết mình có cơ hội lên mây xem ra ta và hòa thân đã đến lúc xuất đầu lộ diện rồi hồi thứ ba hòa thân là người như thế nào viên thị vệ hòa thân ấy tên chữ là chí trai họ nữa khô lục như khu Lô, người ở chính hồng kỳ mãn châu dẫu sinh ở kinh đô Xong từ bé theo ông tổ rời sang ở Hàng Châu, do gia thế nghèo, mấy đời không có ai làm quan to, lập được công lớn, nhà dần xa sút Năm 18 tuổi, truy xét công lao của vị cao tổ, hòa thân được tập ấm làm sinh viên thừa tập, đệ tam đẳng, giữ chức khinh xa đô ý. Hòa thân thông minh học rộng, biết nhiều, lắm mưu trí. Năm 20 tuổi, cha hòa thân tìm khắp các nhà quen có danh vọng, công lao lớn, viết cho phó tổng binh cam túc, là Phúc An một bức thư, gửi con trai là hỏa thân dưới trướng ông ta, cũng mong sau này tiến tới, do thế hỏa thân kiếm được một chức tham quân trong cửa của Phúc An. Lúc đó, 43 làng ở đất tô nổi loạn, thanh thế rất lớn, quan quân đánh dẹp nhiều lần không nổi, triều đình chấn động, vua Cản Long liền sai trọng thần là A Quế làm khâm sai đem quân đánh dẹp. A Quế đến ngay cam túc, đúng vào lúc Phúc An đi đánh bị đại bại, trúng thương quân bị giết đến trên sáu ngàn lương thế khí giới mất rất nhiều a quế nổi giận quyết đem ra trùng trị ngày hôm ấy a quế hạ lệnh đem phúc an và bộ hạ đến trước dinh chuẩn bị hỏi tội gia hình a quế đưa chỉnh đốn quân uy ra oai thị chúng để lấy lại lòng quân sĩ và dân chúng cũng là do đám quan quân ở hải lan lên biên ải đã lâu chưa được xem xét để về gần khổ sở lâu ngày không phục sợ quân đi dẹp giặc ngay bất lợi A Quế mới chủ động bày ra việc này. Công trường lớn đã mở, ba người bị trói lôi vào, đó là Phúc An, người thứ hai là Vũ Tướng Trương Dũng, người thứ ba là Tham Quân Hòa Thân. A Quế ngồi trên trướng lớn, hỏi lũ chúng bây đã biết tội hay chưa, ba người biết bữa nay lành ít, giữ nhiều, không dám nói nửa câu. A Quế đây thế, thế lại hỏi Phúc An, người chịu ơn vua đã lâu, không nghỉ việc hết lòng đánh giặc, để thua hoài, nuôi trí giặc thêm lớn, giờ nói sao đây phúc an nghe hỏi cúi mặt trả lời tôi biết tội khó tránh xin đại nhân mở lượng hải hà cho đối tội lập công để báo ơn hoàng thượng a à quế nghe cười mỉm tất cũng nên thế nhưng người còn nhân nhơn ta đang xem nên xử thế nào a à quế trong triều đình ai chẳng biết là người xảo trá lòng dạ đen tối tham lam tính nết kỳ quái vui giận thất thường huống hồ bây giờ quyển bính nghiêm trời kỳ này đem binh đi được lệnh trong triều trong quân hay các vùng nổi loạn kẻ nào không phục đều có quyền ra oai do đó a quế càng làm tới với đám phúc an việc đến thế phúc an làm gì chẳng sợ nghe a quế nói giọng có dịu đi xem ra có vẻ phóng khoáng liền quỳ xuống dập đầu nói tướng quân mở lòng ân đức tôi nghĩ đại nhân vốn lòng từ bi chắc không nở giết tôi nào ngờ nghe thế a quế mặt biến sắc Quát to nói láo từ bi làm gốc là quái gì. A à, quế đều dùng đau thương làm gốc hiểu chưa. Người bảo ta không biết giết ư ta cho người biết tay tả ta hiểu đâu dạ lôi đi chém tuân lệnh võ sĩ lập tức lôi ra khỏi trứng chém đầu sau đó giải trương dũng vào. A à, quế nhìn trương nói chủ ngươi là kẻ sợ chết cầu ta tha mạng không xong còn nở ta chưa rõ ra sao người ta thường nói anh hùng không sợ chết sợ chết, chẳng anh hùng. Đúng không? Người nghĩ thế nào? Muốn chết hay muốn sống? Trường Dụng nghĩ, xem ra lành ít dữ nhiều, cầu sống thì hắn bắt chết, chi bằng không thèm xin sỏ may ra còn có cơ sống, do đó, thẳng mình nói, tôi nghĩ tướng quân muốn giết tôi, chẳng qua giết thêm được một kẻ tâm thương, làm gì mà chẳng giết được. Thế là ta cũng đã làm một trang hảo hán được 20 năm rồi. A à Quế nghe cười ầm lên, nói, nói rất hay cũng đáng mặt là một võ tướng. Tấm lòng khi khai ấy, lão phu lẽ nào không cho người về Tây Thiên? Nói vậy, liền rút bảo đao từ trướng, sai võ sĩ đem giết luôn. Giết luôn hai người, A à, Quế mở nửa mắt, không biết có nên chém tiếp, hay nên mở lượng hiếu sinh. Liền hỏi, hãy còn một đứa nữa à? Người nghĩ sao? Bản soái giết người cũng đáng đấy. Tướng quân tha tội cho tôi được nói lời thẳng. Việc này, kẻ học trò tồi này chẳng có cách nào dứt nổi chà, câu đáp xem ra nghe được đấy. A Quế lập tức mở mắt nhìn, thấy một người trên 20 tuổi, trắng trẻo thư sinh, biết là quan văn. Nhìn khí sắc của A Quế này, người nói lấp lùng à. A Quế không căn dặn thêm gì, chỉ nói, người làm gì, người kia đáp tiểu nhân là hòa thân, làm tham sự dưới chướng hải đại nhân. A Quế hình chàng tuổi trẻ, nét mặt không tỏ ra sợ hãi, lòng đã vài phần vui lên liền hỏi người nói không có cách nào là sao nếu như ta lại hỏi rồi giết ngươi thì sao đó là oai vũ của tướng quân nếu như không giết như thế là tướng quân giữ được đức ồ dùng uy hay mở đức hai thứ đó chỉ chọn một quyền sinh sát trong tay tướng quân tôi làm sao định đoạt được câu nói vừa thấu lý vừa mạnh mẽ a à, quế nghe nghĩ bụng thằng này tuổi thì trẻ nhưng gan thì lớn kể cũng khó tìm ta đi tiểu giặc chính là phải dùng những người như hắn đây liền vẫy tay bảo trời còn mở đúc hiếu sinh lão phu há thích giết người hai người kia tội đáng chết thư sinh như ngươi làm gì được tha tội tả hữu nghe tướng quân nói tha tội liền cười trói cho hòa thân cho uống rượu để hết sợ a à quế thay cho anh ta chỉ vì anh ta tài trí hơn người lại có ý thu dụng dưới trướng một năm sau a à quế dẹp loạn có công đức vua ban áo theo kỳ lân tiền vàng phong hàng công thần đệ nhất vinh hoa tột bậc do đó a quế chấn tại cam túc xa vua muốn làm gì thì làm thế lực càng lớn hỏa thân mười phần gắng sức hỏa thân thuộc ra trong lòng chẳng muốn quy phục a quế thứ nhất là việc quan ở ngoài ải vô sự thứ hai thấy a quế kiêu căng cậy quyền làm tới sớm muộn thế nào cũng mắc tội khôn còn trẻ hãy cứ nương náu lúc y còn đăng vương trong những có người bạn bảo hòa thân đại tướng quân tự mình xoay xỏa e không phải kế lâu dài làm sao tránh những điều làm sai trái của ông ấy được người bạn ấy làm dưới trướng a quế đã lâu hưởng thụ quen rồi trước mắt cứ theo dấu chân của cây đại thụ lời ấy chẳng qua là theo thời nếu có chuyện gì thì sao hay mình thắc bệnh xin a quế cho tôi chứ hòa thân nghĩ lúc này hợp nhất liền thưa với a quế a quế biết miễn cưỡng nói ta đã có bản tâu lên hoàng thượng nói rõ công lao của anh ta lại viết thư cho bộ lại cho ngươi về kinh làm sai sứ rồi nói đoạn lấy một ngàn lạng bạc đưa cho làm lộ phí lúc đi hòa thân nói với a quế vãn sinh không chết ơn của tướng quân không bao giờ quên chưa có gì báo đáp chỉ xin được nói một câu ngày nay tướng quân là bề tôi hạng nhất nên nghĩ đến chuyện khi yên ổn nghĩ ngay đến hoạn nạn câu nói của kẻ học trò tầm thường này mong tướng quân đoái nghĩ. A Quế không hề biến đổi sắc mặt, chỉ mỉm cười. Hòa thân ân cần lưu luyến, rồi hướng kinh thành mà đi. Ít lâu sau, A Quế bị đồng liêu đố kỵ phải giáng 18 cấp, cuối cùng bị xử chết. Hòa thân vào kinh thành làm sai sứ, đến bộ lại, nhân ở đó khuyết một nhân viên. Hòa thân được bổ tam đẳng thị vệ, hầu hạ trong cung chưa được nửa năm, liền có được cơ hội thiết tiệc ở vườn vua. Do đó, anh ta và Cản Long nửa bước không rời. Trong, thanh sử, có ghi chép một số đoạn về hòa thân, từ lúc vào kinh đô cho đến lúc chết. Xin chép lại như sau, hòa thân, tự chi trai, họ nữa khô lục, như khu lu, người chính hồng kỳ, tỉnh Mãn Châu. thuở nhỏ nhà nghèo, là thư sinh, Cản Long năm thứ 34, được tập ấm làm đô ý hạng ba, rồi làm thị vệ hạng ba, tam đẳng, bổ làm sai sứ. Năm Cản Long thứ 40, làm ngư tiền thị vệ ở cung Cản Thanh, kiêm phó đô thống. Năm sau được trao chức thị lang bộ hộ, sông quân cơ đại thần, nội vụ phủ đại thần, rồi lại kiêm thống lĩnh quân đội, sông sùng văn môn diệt vụ giám đốc, tổng lý hành doanh sự vụ. Năm thứ 45, đời Càn Long, được phái xuống Vân Nam, làm thăm tư sự cho Tổng đốc Vân Nam Lý Thị Nhiêu. Thị Nhiêu là quan coi việc tài chính, được nhà vua ủy nhiệm, hỏa thân đến, điều tra công việc, đàn hạc thị nhiêu, tâu các việc bê bối. Ở Vân Nam về chiều, việc các châu, phủ, huyện hư trệ, cần được chấn chỉnh, phế bỏ nhiêu. Vua định dùng hòa thân làm tổng đốc, sau tính lại lấy phúc an khang thay thế. Vâng mệnh về công được bổ thượng thư, thiết chính đại thần, lại phụng mạng tâu bày các việc chính sự, tiền tài, biên giới ở Vân Nam đều hợp ý vua, được trao giữ chức ngự tiền đại thần kiêm đô thống cho con là phong thân được lấy công chúa hòa khảo, đợi năm sau sẽ tiến hành hôn lễ. Rồi lại cho làm thị vệ nội đại thần sung tổng tài tư khố toàn thư quán kiêm lý phiên viện thượng thư sự, là quan lớn hàng đầu triều thanh. Năm thứ 47, nhân tuần phủ Sơn Đông tham nhũng, vua sai hòa thân và lưu dung đến tận nơi xem xét, thu lại hết tiền bạc của cải, hặc tội tuần phủ quốc thái, được gia ân làm trung ngoại đại thần, hàm thái tử thái bảo làm thầy dạy cho thái tử ở tòa kinh diễn. Năm thứ 48 ban thưởng tiền vàng sung làm tổng tài quốc sử quán, kiêm tổng tài thanh tự kinh quán. Sau khi dẹp giặc ở Cam Túc về, luận công chẳng, ngoài chức cũ là lại bộ thượng thư, hiệp biện độ học sĩ, quản lý bộ hộ còn kiêm chức khinh sa đô úy, hàm nam tước hạng nhất. Năm thứ 51, đời Càn Long, xảy ra việc ngự sử tào là tích bảo cùng người quen của hòa thân là Lưu Toàn, xây nhà vượt quy ước vua cho là họ được hỏa thân che chở, nhưng không nói rõ ra, đổ tội cho gia nhân, lệnh cho hội đồng đại thần cùng viện đô sát xét hỏi tích bảo. Biết rõ những chuyện riêng hù bại ở nhà hòa thân, Nhung không dám nói ra. Hòa thân liền cho phá nhà của Lưu Toàn, ra tay trị Toàn. Tháng sau, vua chỉ cho chức đại học sĩ viện văn hoa, lại xuống chiếu rằng, thân làm giám đốc sùng văn điện 8 năm, là đại học sĩ, giữ quyền chức, để cho quan ở huyện là tích bảo lộng hành, lỗi ấy ở giám đốc. Sau đó liên tiếp xảy ra các vụ việc chi phù quảng tín, tổng đốc lưỡng quảng phú lạc hồn, hỏa thân thầy đều dính dáng đến kinh thành thóc cao gạo kém, hỏa thân xin cấm tích chữ, ai chữ trên 50 thạch đều bị phạt tội. Đám con buôn cho rằng không nên, đình thần họp bàn việc, có ý khiển trách, năm thứ 53, do dẹp giặc lâm giáp văn ở Đài Loan, tấn phong trung nhượng bá hạng ba năm thứ 50 năm ban cho đai vàng, áo bào. Kịp đến tuần Càn Long mừng thọ 80, cho thân làm thượng thư lo việc khánh điển. Năm 56, do việc thượng thư bành vô thụy soạn bài có lỗi bị khiển trách, hòa thân học tội thụy dám soạn lời riêng vượt lời vua, liền xin đục bỏ. Năm 57, đánh giặc có công, được làm hàn lâm viện trưởng viện học sĩ. Năm thứ 60, sông biện thí điển khảo quan, bởi dính vào việc chấm thi, định lệ cô ẩn khúc bị bãi chức năm gia khánh thứ hai, điều sang giữ bộ hình, vì hao hụt quân nhu, thôi không kiêm quản hộ bộ. Năm đại khánh thứ ba, có công bình giặc tam quế, thăng tước công, hỏa thân nắm quyền lâu, thao túng triều đình, điều tay chân về triều, tạo bè cánh, tham lam, tước đoạt, không chuyện gì không dám. Từ lúc làm bộ hạ cho A Quế, cho đến khi vào chiều làm đại thần, công nhiều, tội lắm xét cho cùng cũng là mưu hoạch cho mình cả. Mãi cho đến năm Gia Khánh thứ tư, Hòa Thân mới bị vua Gia Khánh cho tự chết, xét cả cuộc đời của Hòa Thân, là người giàu trá, ác độc, nhưng lại khéo mồm, suốt thời Càn Long trị vì, nắm quyền trên 30 năm, trong chiều ngoại nội không thiếu gì người căm ghét, nhưng y lại khéo chiều những ham thích của Càn Long, không việc gì không được lòng vua, do đó càng được thể vung tay, làm điều gian dối từ ngày càn long được gã thị vệ phát hiện ở bàn tiệc đem về đem lòng yêu quý vì hòa thân còn có tướng mạo hao hao một người phú sát phú sát là một hậu phi được càn long rất yêu bà chết được bốn năm càn long cũng chưa chọn ai vào cung hoàng thái hậu mẹ càn long mấy lần bảo càn long kén hậu phi đều bị càn long thưa phi tần tuy nhiều nhưng không ai được bằng phú sát do đó bỏ việc tuyển chọn trong bữa đại yến mới lần đầu thấy hòa thân khiến cho cản long gan ruột bần thần. Phú sát không nhũng rất đẹp, mà kỳ, cầm, thư, hỏa, đánh cờ, đàn, viết chữ, vẽ, đều giỏi. Vì thế vua Cản Long luôn gần gũi phú sát suốt ngày, phú sát ở bên vua, lại càng trao dồi cầm, kỳ, thư, hỏa, nghệ thuật ngày càng hay, giỏi. Cho nên vua cùng phú sát suốt ngày cầm ca không dứt, đàn hát, ngâm thơ. Do đó vua rời nàng sao nổi thời gian chơi bời kéo dài, Hoàng Thái Hậu phải nói nhỏ với Cản Long. Nhà vua nên lấy xã tắc làm trọng, không nên suốt ngày đắm vào thanh sắc, đàn ca. Bà còn nặng lời nói thẳng với phu sát, nhà người không vì nghiệp vua, chỉ muốn được vua yêu, suốt ngày kéo vua vào ca ngâm không dứt, hết ca lại làm thơ, ý ngươi muốn gì. Vua tuy yêu ngươi, nhưng còn gia pháp, quốc pháp, đừng làm như vậy mãi. Cản Long được mách lại, trong bụng không thích thú gì lại một bữa, Hoàng Thái Hậu nhắc chuyện xưa, Đúc Thánh Tổ thừa làm vua, làm việc không ngơi nghỉ, nên mới có Giang Sơn Đại Thanh ngày nay, đến nỗi đoàn thọ, còn nhà vua, đã làm nên việc gì chưa? Cản Long nghe liệu có hưng chi khí được không? Vua Lâm Triều, sớ tấu nhiều, biên cương Tây Bắc không yên, loạn lạc nổi lên, binh tướng mấy lần chưa dẹp nổi. Vua về cung, lòng không vui, nói, ta đường trường là Hoàng đế Đại Thanh, Thế mà trong không vỗ về nổi thê thiếp, ngoài không yên nổi đất nước, còn mặt mũi nào nhìn thấy tổ tông nữa. Thấy vua buồn bục, Phú sát biết, liền gượng bệnh mà đến, nói với Cản Long, hoàng thượng có điều gì không vui? Thiếp xin có một khúc ca, bệ hạ có muốn nghe không? Ngoặc kép chấm, Phú sát thấy hết tinh thần, hát khúc Tiễn Chiêu Quân. Cản Long nghe lòng đang phiền muộn, khúc ca lại như khêu gợi thêm, cứ thở ngắn than dài. Phú Sát lòng thêm xúc động, hát xong liền ngã ngất luôn. Mấy ngày sau, Phú Sát lại càng gầy sút, khiến Càn Long xót xa, không coi chầu sớm được. Do đó, dù Càn Long có định chăm lo việc nước, nhưng lòng còn vương vấn về Phú Sát đau ốm, làm sao nguôi được. Hoàng Thái Hậu hối hận, cũng không thúc giục nhiều nữa. Sở dị Thái Hậu làm như trên là vì trước sau bà vẫn muốn tuyển cho con một hậu phi, nhưng Càn Long không quên nổi Phú Sát nên ngầm oán Thái Hậu, mấy lần đưa đầy từ chối, Thái Hậu cũng đành thôi, chờ dịp khác. Một năm rồi hai năm trôi qua, chuyện phú sát, vua Càn Long cũng khuây khỏa dần, sau ba năm nàng mất, vua mới chịu tuyển Hoàng Hậu, và sinh được ra Khánh Hoàng đế sau này. Lại nói trong bữa đại tiệc, Hoàng đế Càn Long thấy hỏa thân, mặt mày tuấn tú, nói giọng nước ngô, hành vi cử chỉ xem ra tài tình, phong độ, sao tránh khỏi cảm tình. Sau bữa tiệc, vua cho vời hòa thân, cho làm thị vệ hầu hạ bên mình. Từ đó, vua luôn luôn có con mắt xanh với thân, chẳng bao lâu cho làm đại tổng quản đúng là một bước lên mây vậy. Lại nói, vua Càn Long, từ bé đã có chi khác thường, tính tình phong độ, rất thích ăn chơi. Vớ được hòa thân, như gấm theo hoa, huống chi y lại rất khéo chiều ngươi. Nhất nhất Càn Long nghĩ ra việc gì đều biết nương theo ý, huống hồ hòa thân tuy trẻ, nhưng hiểu biết rộng, Lớn lên ở Giang Nam, nên lại có chút tài hoa. Cứ mỗi lần Cản Long tỏ ý muốn đi chơi xa, hỏa thân đón ý đều nói về phong cảnh Giang Nam. Người phương Bắc có ai khoe về nơi khác, đều bị thân khua môi, múa mép phản bác kỳ thắng mới chịu thôi. Thế thì Cản Long sao không thích, không yêu. Hỏa thân từ đó, luôn ở bên vua và rất được lòng. Một hôm Cản Long bảo hòa thân, ta muốn đi chơi Giang Nam một chuyến, hiểm vì Nam Bắc đường xá xa xôi sợ tốn sức quan lại và dân chúng, tiêu pha tấn kém, nên chưa quyết. Người nghĩ thế nào? Hòa thân nói, Đức Thánh Tổ Hoàng đế nhà Thanh ta sáu lần đến thăm Giang Nam, dân chúng có ai phàn nàn đâu, trái lại rất ca tụng công đức. Các vị vua thánh ngày trước như vua Nhiêu, vua Thuấn, theo điển lệ cũ, năm năm một lần tuần du. Huống chi, đời Nhiêu Thuấn, dân tình thuần phát, còn như thời của Hoàng thượng bây giờ, sao lại không làm? nhà nước đang lúc hưng thịnh kho đụn vàng bạc đang sẵn, nhiều năm vô sự, khắp nơi giàu có, nếu có tốn ít vàng bạc, liệu có là bao? Bình sinh vua Càn Long, rất muốn noi gương hai chiều vua trước là Khang Hy và Ung Chính, rất thích học nhiều, thuấn, nghe hòa thân nói, liền yên tâm nói, thế thì ta khỏi lo lắng rồi, chẳng bao lâu, Cản Long xuống chỉ chuẩn bị tuần thú phương Nam. Hòa thân vâng mệnh sai đóng thuyền rồng làm thật đẹp, thật khéo tiêu tốn khá nhiều tiền tiêu tiền như nước chảy hòa thân cũng kiếm được vài vạn lạng cản long thường cho thân làm thị lang vì tỏ ra mẩn cán thuyền rồng đóng xong hòa thân sức cho tuần phủ tổng đốc các tỉnh sớm tu sửa hành cung sửa sang đường thủy bộ thông suốt chuẩn bị đón vua cản long được hoàng thái hậu triệu vào sau đó chọn các phi tần văn võ đi theo hộ giá trừ những người ở lại coi giữ kinh thành vua lên thuyền đi tuần xe ngựa đầy đường thuyền bè chật sông, không sao đếm nổi. Nơi nào vua qua, địa phương hết lòng đón tiếp, đều giao cho hòa thân kiểm tra, hòa thân bảo tốt thì vua nói tốt, hòa thân bảo chưa tốt, cản long cũng nói là chưa tốt. Đồn đốc mọi mặt, đều một tay thân, mưu mẹo lợi riêng, cũng trăm phương ngàn kế. Hai cung bỏ bộ lên thuyền, thuyền rồng xuôi về Giang Nam, trước hết thăm chơi từ trực lệ đến Sơn Đông, rồi xuôi về Liêu Ninh do đất giang đông là đất lục triều xưa hưng thịnh càn long lưu lại vài ngày lại ở dương châu vài ngày tô châu cũng ở lại vài ngày đây vốn nhiều thắng cảnh không đâu là không đến tô châu hàng châu đường thủy rất tiện từ tô châu đến hàng châu quan đốc phủ tỉnh chiết giang biết càn long tính tỉnh rất thích sông núi nên xây hành cung ở tây hồ lộng lẫy khác thường hỏa thân vốn lớn lên ở vùng giang chiết đến đó lại càng được thể mượn dịp tu sửa mộ tổ. Hai công đến đất này, thăm đủ các lầu, gác, quả đã thấy núi, hồ, đẹp đến thật khác thường. Cản long hào hứng, làm thơ, khắc bia, có lúc say quá, hòa thân lại khéo nhắc để thăm thú nơi khác. Vua lại đến thăm sông Tiền Đường, thăm tế Vũ Lăng, rồi coi duyệt binh trên sông nước. Một ngày chợt được báo Hải Ninh Trần các lão sai con trai đến minh giá. Cản Long chợt nhớ khi rời cung điện, thái hậu dặn kỹ hãy đến thăm hải ninh một lần vì thế từ hàng châu vua mới bảo đến hải ninh trần các lão nghe tin vua ngư giá liền cho sửa vườn an lão trang hoàng cực kỳ lộng lẫy trong ngoài vuông phủ đều sửa sang thật đẹp rồi đem hết các con cháu trong họ chờ nghênh tiếp đức vua chẳng bao lâu thấy thuyền rồng đang tới liền sắp hàng quỳ lại vua cho miễn lễ trần các lão đón hai công lên bờ dẫn vào thăm nhà thăm vườn an lão Mời ngồi rồi sắp hàng trẻ già, trai gái trước sau cúi lại. Hai cung cho phép vợ chồng Trần Các lão ngồi ở hai bên, vợ chồng Trần Các lão cung kính tạ ơn. Đám đàn ông, đàn bà vâng chỉ lui ra, rồi hiến trà, dâng rượu, gia nhân bận tiếu tít. Một nửa hầu giá vào vườn, một nửa lưu lại trong thuyền, vì vườn không thể chứa hết người, rồi vua cho vợ chồng Trần Các lão hầu tiệc, cùng với văn võ bá quan cung nga thể nữ theo thứ bậc ngồi vào có tới một vài trăm mâm, những thứ ăn ngon sơn hào, hải vị ở phương Nam, phương Bắc bày la liệt, lại có một bàn nữ nhạc hầu tiệc, một lần khoản đãi, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Thấy vẻ mặt vua Càn Long có đôi nét giống Trần Các Lão, nên Trần Lão Thái Thái luôn đưa mắt ngó nhìn mặt rồng, như có chút gì nghi hoặc, ngoài miệng thì không tin lời đồn, nhưng trong bụng không khỏi thắc mắc, tiệc tan, theo lời Thái Hậu, vua cùng vợ chồng Trần Các Lão thăm vườn một vòng rồi bước vào chính sảnh, vua cản long ban lời cho vợ chồng trần các lão rằng vùng này rất tiện trẫm vâng lời thái hậu định ở lại vài ngày nhưng thấy hai vị già cả sức yếu lại luôn giữ lễ khiến ta nể không muốn ở lâu trần các lão vội nói hai công xa giá đến đây không quản nhà cửa của thần tồi xấu xin được ở chơi vài ngày đó là ra ơn đặc biệt cho thần vậy thái hậu cũng bảo ở lâu người hầu hạ cũng nhiều hai vợ chồng ông già cả có thể lúc nào lui ra cũng được, không phải luôn bên mình chúng ta trầu trực. Vợ chồng Trần Các Lão tạ ơn lui ra, tối đó, Cản Long gọi Hòa Thân đến bàn việc kín, nói lại việc trên bàn tiệc, dặn Hòa Thân rằng, ta thấy chuyện tưởng như có thể bỏ qua, song lòng vẫn áy náy. Người không được lộ ra ngoài, làm to chuyện để mọi người biết, mà hãy lặng lặng tìm hiểu ra sao. Hòa Thân phụng chỉ, không cho ai hay, một mình đi đi lại lại trong vườn hoa giả cách chờ trăng, ngắm hoa. Đến lúc đêm khuya, bốn bề vắng tiếng người, hỏa thân lặng lẽ đến gần vườn hoa, không thu được tin tức gì, liền đến gần khu nhà, thấy ngôi nhà ở góc vườn, cửa phòng ánh ra một ánh đèn le lói. Bên trong có hai người chuyện trò to nhỏ, liền nhẹ nhàng đến tận bên cửa, thấy bên trong, một người nói, cậu còn trẻ, biết làm sao chuyện ấy được. Người nói trước lại hỏi, bác là người cao tuổi hẳn biết được nhiều chuyện cũ, sao chẳng nói lại cùng tôi. Hòa thân áp tay vào có nghe xem người kia trả lời ra sao, nhưng không hiểu sao, bên trong im bặt, chỉ nghe thấy một chàng tiếng ho khù khụ, khiến hỏa thân không còn cách nào phải tiến lại gần hơn, nghe tiếng thầm thì, vừa mới bước lên, dẫm luôn phải một bồn hoa, nghe đánh cạch một cái. Thế là hỏa thân phải quay ngoắt, ẩn sau cửa ngoài vườn hoa, nghe thấy tiếng trong nhà vọng ra, cái gì ở ngoài ấy thế nhỉ, hay là có người nào, nhanh ra xem đi, hai người đổ ra nhìn ngó thấy một chậu hoa không lăn xuống vườn một người bảo đây là con mèo từ căn phòng nhảy xuống khiến cái chậu lật đấy chẳng phải ma quỷ gì đâu họ nhìn trái nhìn phải thấy chẳng có gì khác thường liền quay vào phòng thế là câu chuyện bị gián đoạn hai người lại nói đến chuyện ma quỷ một người nói mấy hôm nay nhà này ắt có chuyện nào đó từ đâu bỗng dưng đến hay là chuyện ai đó buông lời quấy quá nhân chuyện sửa vườn sửa nhà đón xa giá chăng người kia nói bữa trước thật cũng lạ nữ lão gia của chúng ta từ ngoài bước vào ở góc cửa tây rõ ràng là không thấy cổng vườn đã hạ nên đâm sầm phải ngã bật ngửa ra người nhà phải đến đỡ không cả dám cho đại lão gia biết hỏi cụ bà cụ nói trong bụng chẳng nghĩ là có cửa thì làm sao trông thấy được chính lúc như có ai xui ra thế mà ngã đây thế có lạ không mấy người trong nhà cứ bàn tán hòa thân đứng ngoài sân vẫn không động tĩnh rồi thoát lén nhanh chân đến ngay dưới cửa sổ xem họ nói những gì đến nơi thấy họ nói lung tung nhũng chuyện khác lòng thêm ngao ngán song vẫn cố nóng gắng chờ đợi mấy người càng nói chuyện càng giàu nghe thế hỏa thân không đứng nổi nữa bụng nghĩ cái khói đèn xông ra ta đến bị chúng độc mất nhưng bỏ đi cũng chẳng cam lòng cắn răng chịu đựng lại nghe người trong nhà nói mọi người cũng không nên cho thế là chuyện bất an như ngươi và ta phúc nhỏ, ơn mỏng, nghèo hèn thế này, quỷ thần cũng chẳng thèm ngó đến đâu. Người kia bảo, thế câu chuyện kia thì sao? Người kia nói, bắt không nổi thì quỷ thần mới đâm ghét, nếu bắt đi rồi ắt là sẽ có mưu kế định theo. Người như ta và ngươi, bắt thì được cái nổi gì? Người kia cười nói, nếu như thần vườn bắt anh đi, anh được lên trời, liệu có sướng dơn lên không? Ta không ăn ở thất đức, bụng giả không đen tối không như lũ chúng mày, thịt người chết cũng ăn sống, nuốt tươi, thì ta tất được lên trời chứ. Tiếng ai đó, bác nói rằng bụng giả không đen tối, thì có chuyện hay, sao bác không kể đi, lại nói thêm cái chuyện kia ấy, chuyện trong phủ này có nói hoài cũng không hết, cái lão tổng quản trời đánh, muốn hại bác không xong, cũng chẳng là chuyện đáng kể ư. Và lại chuyện cũ trong phủ, can gì đến chúng ta? Bác cứ nói mà chơi, tôi nghe mà chơi, nói rồi, cũng như là chưa nghe ấy mà. Thôi kể đi, không kể chuyện còn biết làm quái gì nữa. Hỏa thân nghe thấy thế, liền lấy lại tinh thần, trong bụng nghĩ, chúng mày nói gì thì nói nhanh lên, không tao biến luôn thành quỷ thần, bắt luôn chúng mày đi đấy. Cái lão già, được gọi là già khương nói, trong phủ này tao cũng được xếp vào hàng thân thiết, nhưng chưa thật được tin cẩn đâu. Chuyện trong phủ có ối chuyện lăng nhăng, nhưng chuyện này thì không thể quên được. Thôi, dòng chuyện mãi. Kể nhanh đi." Cái người tên là Già Khương lại nói, "Tao và Đại lão gia hơn 30 năm trước, lúc ở Bắc Kinh, Thái Thái sinh được một cậu con trai, Đường Kim Thái hậu biết chuyện, sai ôm đi luôn. Đại lão gia đâu dám trái lệnh, rồi một đứa trẻ được đưa đến thay thế, biến trai thành gái, lão Thái Thái cũng đành chịu, bảo Đại lão gia, lão gia không thể nào chống lại được, đành để cho ôm đi. Đến nay được trông thấy Đức vua, ta lại nghĩ đến chuyện ấy." không biết vua có phải là đứa con trai đánh đổi ấy không. câu chuyện ấy lọt vào tai hòa thân, tưởng như sét đánh bên tai, phải lâu mới định thần lại được. chợt nghe bên trong lại nói, cây lão đại tổng quản ấy rất lỗ mãng, không biết bên ngoài có ai nghe trộm không. hòa thân không dám nghe tiếp, ba chân bốn cẳng chạy mất. giữa đường gặp thị vệ đi tuần, tưởng hòa thân là giặc may nhận ra hòa đại nhân, liền tiến đến hỏi han. hòa thân xua tay đuổi đi vội vã đi về phòng cả đêm trằn trọc không ngủ được đến sáng vội sang thỉnh an đức vua cản long vội hỏi đã có tin tức gì chưa hòa thân nói có được một tin thần sợ là không chuẩn xác cản long nói bất luận đúng hay không đúng cứ nói chậm nghe hòa thân nói tin này nô tài không dám tâu cản long hỏi duyên cớ hòa thân đáp việc rất quan trọng thẳng hoặc tâu sai thì tội đáng tùng xẻo vua cản long nói ta tha tội cho người nói đi, hỏa thân rút cục vẫn không dám nói, càn long bộ bảo, người không nói, ta xử người phải chết đấy, hỏa thân quỳ xuống nói, thánh thượng xá cho tội muôn lần đáng chết, nô tài mới dám tâu. Xin thánh thượng thật bình tâm, cản long gật gật đầu, hỏa thân đem chuyện nghe được ở trong vườn kể lại một lượt. Cản long nghe thấy cả kinh, chậm chậm bảo, những lời nói chưa có căn cứ ấy, đã chắc gì đúng. Hòa thân nói, nô tài nghe không biết đúng sai thế nào, xin đức vua xá tội càn long nói biết rồi không phải nói nữa câu chuyện ẩn ức ấy từng nghe được trong cung hòa thân cũng không dám hỏi cũng không dám giảng dài chỉ tự mình lưu tâm xem xét động tĩnh ra sao bữa nay nghe được chuyện ấy không thể không bẩm lại cho càn long lại thấy thái độ của vua như vậy trong bụng thầm nghĩ xem ra chuyện này hoàng thượng cũng đã lưu ý biết thế ta chẳng nên nghe chuyện của mấy đứa giữ vườn không biết hoàng thượng có ghét không, mình cũng phải để tâm đây. Chẳng biết làm sao, vua lại bảo sau khi đi chơi Giang Nam về, vua Cản Long sẽ mặc trang phục người Hán. Liệu có phải từ cái chuyện trao đổi với hòa thân không? Hòa thân trong lòng sợ hãi, nhưng nhìn lại vua, thấy không đả động đến việc ở chấn phủ, nên cũng tin đến tám, chín phần. Nếu như ta nói không nên mặc trang phục đời Hán, sợ trái ý vua. Nếu như nói mặc là rất hợp, thì vua lại cho rằng mình chưa quên câu chuyện kia, nói bỏ đi, nếu đức vua ghét mình, thì chuộc khổ vào thân, nghĩ hết cách, hòa thân vẫn chưa yên lòng. Hòa thân trả lời, tàu đức vạn tuế, việc này nhìn đại thể mà nói, ví như hoàng thượng, xuất ngoại thăm thú, du ngoạn thì thay đổi quần áo chẳng có gì đáng ngại, còn ở trong hoàng cung, e không tiện. Thứ nhất sợ đó không phải là ý nguyện của người trong cung điện, thứ hai, nếu như dễ đổi thay trang phục, trong ngoài cung điện triều đình đua nhau làm theo thì tiền của cũng rất phí phạm mà sau này khó có thể ra nổi chế định theo ý thần việc này chưa gấp gáp nếu như ý hoàng thượng quyết như vậy thần đâu dám không làm theo và lại việc nhất thời há phải lo xa làm gì không biết ý ngài như thế nào cản long nghe hòa thân nói thầm nghĩ anh chàng này quả là kẻ biết thư gửi đây người thế không tin sao được liền nói người nói đúng để ta nghĩ thêm đã chẳng bao lâu thái hậu biết chuyện truyền chỉ cho cản long rằng nếu còn đổi mặc trang phục ngươi hán là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa ta không làm đâu cản long bấy giờ mới thôi không dám và câu chuyện trang phục ngươi hán mới cho qua luôn từ đó nhất nhất mọi chuyện cản long đều tin hỏa thân khiến hỏa thân ngày càng kiêu căng lần chơi giang nam này một bận đang trên đường cản long hướng lên bảo chuyến đi này giá có lưu dung thì rôm dạ chừng nào hòa thân trong lòng không vui, sau khi về đến Kinh Thành, biết mình chẳng còn được như lúc ở Giang Nam. Cứ nhớ đến câu vua nhắc đến Lưu Dung, trong ruột đầy ghen tức. Thế là giữa hai người không còn là chuyện đối đáp lời qua tiếng lại nữa mà ghét giận vào đến tận xương cốt, bụng nghĩ Lưu Hù kia, ta phải ra tay với ngươi mới xong đây. Hồi thứ bốn, lại nói Lưu Dung sau bữa ăn yến ở vườn thượng huyền được vua Càn Long giao chức trực nam thư phòng, nội các học sĩ. Xưa đến giờ, vốn chẳng có việc gì phải bận tâm. Nhân thấy hỏa thân được vua yêu, nay mai hai người lại cùng làm việc với nhau, hỏa thân thì ngày càng leo cao chót vót, lại thấy hắn làm nhiều việc chật khắc, chẳng coi ai ra gì. Rồi oán tích ngày càng dày, lưu dung này vốn là người chính trực, lại có chút hỏa hoa, vậy bút chữ như rồng bay, nổi tiếng một thời, thì làm sao mà chịu được hỏa thân, và hỏa thân thì coi lưu dung chẳng khác gì cây đinh trong mắt. Đấu pháp họ ra sao? sau này sẽ nói, trước hết hãy nói, Lưu Dung là người thế nào, trong, thanh sử, có thấy chép Dung, tên chữ là Sùng Như, đỗ tiến sĩ năm càn Long thứ 16, tự làm chút biên tu sau thăng thị rằng. Năm Cản Long thứ 20, vì mắc tội cách quan hạ ngục Dung. Sự việc làm rõ, được trao chúc biên tu, đốc học ở An Huy, sau việc xét chuyện đồ cống nạp của huyện An Châu tốt, xấu đến đâu. Dung dâng sớ xin bắt các huyện lại các phủ huyện lười nhắc rong chơi phải sát hạch vào quy củ. Vô sức cho Tổng đốc hai tỉnh Giang Tô, Giang Tây theo pháp nước để buộc bọn lại thuộc năng nổ học hành. Sau đó được làm chi phủ đại nguyên tỉnh Sơn Tây, vì để liêu thuộc ở phủ làm bậy, phải xung quân hiệu lực, khi mãn hạn được làm hành tổ tu thư sử, sau được làm chi phủ Giang Ninh, ở Giang Tô, nổi được tên tuổi, được thăng án sát sử thiểm Tây rồi trả lại chức nam trực thư phòng, nội các học sĩ sau đó làm thị lang hô bộ, rồi thị lang bộ lại, tuần phủ hồ nam, rồi lai làm tả đô ngự sử, nam trực thư phòng, vô sai cùng thượng thư hòa thân xét việc tuần phủ son đông là quốc thái tham nhũng, được thăng thượng thư bộ công. Tiếp đó ông được làm tổng đốc trực lệ, hàm hiệp biệt đại học sĩ. Năm Càn Long thứ 54, do các thầy dạy hoàng tứ sao nhãng chức trách, ông là người cai quản chung, bị giáng chức xuống làm thị lang, nội các học sĩ rồi làm lại bộ thượng thư lần thứ ba. Năm Gia Khánh thứ hai làm nhân các đại học sĩ, được sai cùng thượng thư Khánh Quế như về Sơn Đông xem xét hình án. Năm Gia Khánh thứ tư, làm thái tử thiếu bảo, ông dâng sớ hoặc tội trần tảo chính, đóng thuyền không kỹ lưỡng, dọc đường ăn trộm gạo nhà nước rồi đục thuyền cho chìm, hoặc bỏ trèo hư, lái gãy, còn thuyền cũng không dùng được. Dùng xin vua bắt các hành tỉnh phải lo việc đóng thuyền chở lương phải chu đáo, thận trọng đều được vua nghe, trao cho đình thần bàn bạc, thi hành. Năm Gia Khánh thứ 9, ông mất, thọ 85 tuổi, được tặng hàm thái tử Thái Bảo, được thờ trong đền các bề tôi tài giỏi, hiền đức, có tài văn chương. Lưu Dung cũng là người viết sách, danh tiếng một thời. Trang, Thanh Sử, đã tóm lược cả sự nghiệp một đời của Lưu Dung. Trong các sách vở còn lại, được nhân dân truyền tụng cũng nhiều, người viết sách này chọn lựa để viết. Lưu Dung là người ơi chu thành phủ Thanh Châu, tỉnh Son Đông, tuy tổ tiên được hưởng ơn vua, nhưng vốn thanh liêm, trong nhà sản nghiệp chẳng có là bao. Anh em, con cháu lại đông, gia sản chia bôi, chỉ còn ba mẫu ruộng. Ông ở với vợ là Lâm Đại Gia, và con ở gái là Kỹ Hà và hai gia nhân là Văn Thừa và Tưởng Kỳ. Bởi tài học của Lưu Dung hơn người, nên lúc hàn vi, tiếng tăm đã vang dội cũng vì nghèo thanh bạch, lận đần trên đường cử nghiệp chẳng lẽ chịu chết già ở làng cũng do tài đức nên các chức sắc ở quê mới khuyên nên lên kinh đô ứng thi và cũng do tài đức nên làng xóm quê hương mới lưu truyền mãi về sau lại nói năm ấy tỉnh sơn đông mất mùa trong vùng thóc cao gạo kém đến nhà có máu mặt đôi chút cũng bữa sau, bữa cháo bữa sáng không có bữa tối còn các người khác thì ăn rễ cây hạt cỏ qua ngày bữa đó đêm khuya thanh vắng người nhà đã ngủ yên Lưu Dung còn đốt đuốc đọc sách, chợt nghe trong nhà có tiếng dế kêu, rồi, nghe như có tiếng chuột rục tìm ăn, liền cố ý hắng giọng, thì thứ tiếng trong nhà im mất. Một lúc sau, tiếng dế lại rích, rích, rếp, rếp, nổi lên. Lưu Dung lấy làm lạ, liền rón rén đến trước cửa buồng, thỏ đầu nhìn vào xem thật kỹ. Cửa lớn chưa đóng, ánh trăng chiếu đầy phòng, một người đầu đội mụ tang đang lục cục làm gì đó gã khua chiếc mũ gai vào khoảng không rồi gã lại hơ hơ chiếc gậy trống lão trước vạt áo dài mở chiếc túi vải ra lưu dung nhận ngay ra đó chính là lý bân cũng là một người đọc sách mẹ gã vừa chết gã cũng đâm ra ốm đau người này cũng là người trung hậu tùng trải làm cái chuyện vớ vẩn này cũng là do cùng đường những nhà khác tuyệt không dám tới chỉ đến nhà lưu dung khua khoáng tí chút hẳn là gã biết mình bán chữ cũng có chút tiền gã hẳn biết đồng tiền mình kiếm được rất đàng hoàng. Ôi, đây đúng là một người bạn văn cùng lứa, ta phải cư xử tử tế, sao lại trần trừ gì nữa. Không để cho anh ta bẽ mặt trước, Lưu Dung nghĩ, chợt, bên ngoài gió lớn nổi, trăng dõi lung linh, tiếng che vặn mình cót kết. Lòng lâm lâm. Lưu Dung nghĩ ra một bài thơ, liền đọc gió lớn nổi trừ, trăng tối mờ, nhà nghèo, quân tử ghé trời ư, thi thư bụng chứa trăm nghìn cuốn, tiền kẽm e chừng con nữa xu, vào cửa những kinh giản chó giữa vượt tường, e chạm mấy bồn hoa, đêm khuya nào kịp đưa cùng tiền, mong giữ gan liền để trổ ra, Lý Bân biết Lưu Dung đã trông thấy, lòng không vui, nên lặng lẽ tháo lui. Chiều ngày thứ hai, đẩy cửa, bảo vợ là Lâm Đại gia rằng, hôm nay tôi dùng bức thư pháp bán được mấy thăng gạo, nhà bảo văn thừa mang sang cho Lý Bân. Lâm Đại gia đưa mắt nhìn. Lưu Dung đoán được ý vợ, bảo, trong nhà, lo rồi cũng xong, mai tôi sẽ tính. Nhà Lý Bân khó khăn hơn nhà mình, Văn Thừa mang túi gạo của Lưu Dung đi, khẽ hé cửa nhà Lý Bân, đẩy cửa vào, nhà lạnh tanh, bếp chơ một lớp cho vàng, trước bài vị của bà mẹ, đặt vài bát canh rau, hình như đã ôi, vì mấy ngày bếp không nhóm lửa. Văn Thừa tiến vào cửa, Lý Bân đang nằm trên giường vùng dậy, lấy hết sức hỏi, ai đấy? Tôi, văn thừa đáp nín thở để khỏi hít phải mùi khó chịu. Lý Bân nhìn lại thì thấy gia nhân của Lưu Dung lập tức người run lên, nghĩ đến việc đêm qua muối mặt vừa làng. Hay là nơi nhà Dung biết đến sửa cho một trận, gã chôn đầu lại chờ trận mắng, văn thừa đến bên giường, nói rất chân thành. Ông Lý, ông Lưu nhà tôi bán chữ đổi được ít gạo, bảo tôi mang sang cho ông. Lý Bân dãy lên, nói, không, 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 nhà tôi cũng sống qua được ngày. Văn thừa cố nhịn để khỏi rơi nước mắt nhà chúng tôi mang tới chút ít lương thục thôi, ông nhận cho. Nói xong, quay mắt ngươi, đi mất, Lý Bân mang cái thân đang ốm, cầm lấy túi gạo nặng nặng trên tay, đuổi theo nói, anh Văn thừa ơi, tôi không dám nhận đâu, tôi không dám. Ông ta phải dương cặp mắt đang hoa, chân run lẩy bẩy, siêu siêu vẹo vẹo, mới lê được đến cổng ngoài thì ngã lăn quay xuống. Lấy hết sức lê vào nhà lưu dung thấy trong bát đang ăn của họ toàn là rau dưa một hột gạo cũng không thấy lý bân thất thanh khóc lên rằng bác lưu tôi thật lòng xin lỗi cả nhà tôi không dám nhận gạo bác cho đâu nói xong đặt túi gạo xuống đất lưu dung cầm lấy tay lý bân khuyên nhủ tôi sợ bác đói mềm ra mất rồi vào đây húp một bát canh rau cho ấm bụng lý bân húp canh nước mắt ròng ròng rơi cả vào bát ăn xong lưu dung lại sai văn thừa giúp lý bân mang gạo về nhà lại một lần, Lưu Dung trên đường đến Đông Quan, thấy một người đàn bà ngoài 40, trong tay ôm hai đứa con ngồi khóc. Lưu Dung đến gần hỏi, này chị, có điều gì đau lòng phải không? Người đàn bà vừa khóc, vừa nói, nhà tôi, đàn ông đều chết sớm, để lại hai đứa trẻ nhỏ. Còn côi mẹ quá biết sống làm sao? Tôi đến hàng muối của Trương Đại xin mua ít muối, ngay từ cửa, muối vãi cũng đầy cả ra, nhưng vì tôi thiếu tiền mua muối chưa trả lão Trương nên lão nhất định không bán. Ông ta lại còn lấy luôn cả cây đèn rồng vốn được tổ tiên lưu truyền của nhà tôi. Lưu Dung mới nghe, tức đầy ruột, muốn lột ra cái thằng buôn muối này. Lưu bèn lấy trong túi ra mấy lạng bạc đưa cho người đàn bà, nói, chị cầm lấy mà mua gạo, củi, dầu, muối. Nói đoạn, cắm đầu đuổi theo bọn khiêng cây đèn, theo phố xa hướng Tây, Lưu Dung theo đuổi kịp một số người, thấy một lũ gia nhân mặt mày hung tợn, ba chân bốn cũng đang khiêng một cây đèn lớn, thở phì phò. Cây gã họ trương, bụng to tướng, giống như một con vịt bầu đang ì ạch đi theo. Liêu Dung tiến lên vái trương buôn muối hỏi, xin hỏi, cây, đèn rồng này có bán không? Gã buôn muối cau mày nghĩ, bán cây đèn này thì bán cả cái chứ ai lại bán cân, với chỉ, L. Gã nhìn Liêu Dung từ đầu đến chân, nghĩ bụng, hắn chẳng qua là một thằng học trò đần, chẳng biết phép mua cây đèn chỉ khiến làm trò cười cho ta. Liền nói, nửa lạng bạc một cân, Lưu Dung cười bảo, chà, thế thì thật khéo, tôi mua, tôi mua, nhanh, nhanh lên, khiêng về nhà tôi đi. Gã buồn muối tính, nếu được nửa lạng bạc một cây, cây đèn này cũng đến vài trăm cân, đơn vị cân đương thời đi thì ta cũng đã cả trăm lạng bạc, phải bán luôn đi. Nhung gã lại sợ Lưu Dung lươn lẻo, bèn bảo, đã nói là không có thay đổi đấy nhé. Lưu Dung nói, đã nói là mua, không lật lọc đâu, gã buồn muối sướng trong bụng, lắp bắp nói, nhà ông ở đâu, không xa đâu, ở phía phố bên đông kia kìa, gã buồn muối vẫy tay, lũ gia nhân hùng hùng hổ hổ khiêng tới, hướng về phía đông mà đi. Để cho lũ khiêng cứ việc chạy, Lưu Dung cứ đi chậm lại, bỏ xa đến một quãng. Gã buồn muối bảo, này ông kia, rào chân lên một chút, Lưu Dung nói, tôi có mắt cá dưới chân, chạy không nổi ông hãy bảo đi chậm một chút. Gã buôn muối tham của, gọi gia nhân dừng lại, bảo Lưu Dung, thế này vậy, ông ngồi luôn lên cây đèn cho chúng nó khiêng đi. Họ khiêng được ư, ừ, gã buồn muối tính gì đám người kia khiêng được hay không khiêng được, cứ nói ảo đi, khiêng được, khiêng được, khiêng như bay ấy chứ, đám gia nhân đứa trước đứa sau khiêng, gã buôn muối hò hét bên cạnh, cứ sợ Lưu Dung ngồi trên không được êm. Bọn người khiêng thở không ra hơi, gã buôn muối cứ thúc giục luôn miệng đi một lèo được bốn năm dặm lưu dung biết bọn này nuốt không trôi và lại cũng gần đến nhà người đàn bà nọ liền bảo họ dùng lại một cửa miếu bên đường lưu dung gọi gã buôn muối lại bảo đứng đợi ở cửa chạy vào trong miếu một lúc sau từ miếu đi ra cầm theo một chiếc cân nhỏ chỉ vào cây đèn lưu dung bảo gã buôn muối này đập cây đèn ra cân cho tôi cả ba cân gã buôn muối nghe nổi giận ầm ầm quát to lên rằng nhà ngươi láo khoét trên đời này ai lại đập cây đèn ra bán cân bao giờ lưu dung thủng thẳng bảo kìa tôi và bác đã bàn mua một cân là bao nhiêu rồi kia mà tại sao bác lại tự phản lại mình thế ai bảo bác không nghe kỹ gã lái buôn bài hỏi cãi ta nghe người bảo mua một cái chỉ bao nhiêu cân kia mà lưu dung cười ha ha ái già bác thật hay dưỡn tôi chỉ mua một chỉ đồng cân cây đèn thì việc gì phải hỏi bao nhiêu cân gã lái buôn gân cổ cãi nhau với lưu dung dùng cứ để hắn cải tịnh không nói gì lái buôn nói ta với người đến ngay cửa quan ngay cả đến trước thềm vua ta cũng không sợ nghe cãi nhau phía ngoài ầm ĩ đám hòa thượng từ trong miếu bước ra lưu dung đem chuyện mua cây đèn kể hết đầu đuôi các hòa thượng nghe xong đều cho là gã buôn muối sai người ta có bàn về chuyện cân kẹo gì với anh đâu một bên muốn mua một bên muốn bán anh còn lôi thôi gì Nghĩ vậy liền bảo, ông không bán thì khiêng đi. Có ai bắt ông phải bán đâu chút. Lão buồn muối chết đứng chỉ còn cách khiêng đi thật. Nhưng đám gia nhân mềm như bún, mệt bở hơi tay rồi, chẳng chịu khiêng. Đám hòa thượng bèn bảo, nếu như cây đèn này muốn bán, thì giá bao nhiêu? Gã buồn muối thở dài nói, cây đèn này người ta gắn nợ với giá hai lạng bạc. Hòa thượng liền quay sang Lưu Dung bảo, này ông, người ta đã khổ sở khiêng đến đây, nếu như ông muốn mua, trả cho họ hai lạng. Lưu Dung nói, mua thì mua, nhưng mới khiêng được có nửa đường thì biết làm sao đây. Tôi trả hai lạng khiêng tạm vào gửi nhà người bạn của tôi gần đây vậy. Gã buồn muối nghĩ, khiêng về nhà thì cũng không nổi nữa, bèn bán cho thằng cha này, đốt túi chắc hai lạng của nhà kia gán nợ, liền gật đầu bằng lòng bán. Khiêng được vài bước đã đến trước cửa nhà người đàn bà nọ. Lưu Dung nói, dừng lại, đặt vào trong này, rồi lấy hai lạng bạc trả. Gã buồn muối nhìn ra cây đèn lại đem đến nhà người thiếu tiền muối, liền đỏ bừng mặt, không tin vào mắt mình. Thế là phí công toi hì hục khiêng khiêng, vác vác. Loại chuyện cứu người mắc nạn gấp của Lưu Dung như thế này. Người Sơn Đông kể ran ran nhưng những chuyện nhiều mừng, nhiều vẻ của Lưu Dung, phải là những chuyện Lưu Dung sự án. Lại nói, đất Thanh Châu ở Sơn Đông từ xưa màu mỡ, sản vật phong phú, giao thông thủy bộ, bốn mặt đều thông suốt, thành một nơi sầm uất mấy trăm năm rồi dân Thanh Châu vẫn lưu truyền bốn câu thơ này. Muôn nhà nghèo rớt, một nhà rồng, phải trái triều đình, chuyện đầu đông, thích nhất Thanh Châu nhiều thứ quý, thanh phong, minh nguyệt, một, đón người vào, một, trăng trong gió mát. Tương truyền mấy câu thơ này có từ đời vạn lịch nhà Minh, do một viên quan chi phủ Thanh Châu viết ra. Chi phủ họ vặt, người huyện vạn, đất xuyên đông. Ông độ tiến sĩ, làm quan huyện trải 10 năm, thì đến Thanh Châu nhậm chức, muốn xem xét hết các mặt tốt xấu ở xứ này ông nghe nói thanh châu là đất tốt lòng rất mừng vài năm sau mới hiểu hết ông năng làm những việc tốt để trước là báo đáp ơn vua dưới khỏi phụ lòng dân chúng nào có biết trước đây hào phú khá nhiều mấy năm gần đây nạn tham quan lại nhũng không dứt chúng vơ vét khiến bao nhiêu nhà sơ sát dân không còn cách nào để sống cảnh vật đâu còn thịnh vượng như xưa chỉ riêng việc dưa tiến cũng là thứ chuyện sầu thảm khiến bao nhiêu nhà kiệt quệ bao nhiêu người bỏ mạng nguyên do đất thanh châu trồng được một loại dưa ngon màu trắng như bạc ăn đủ các mùi thơm ngon đượm mát gọi là dưa mật ong là một thứ đặc sản rất quý thường nghe nói người sợ nổi danh lợn sợ lớn dưa nổi tiếng lan truyền đến tai vua nên triều đình năm năm bắt đem nộp cống việc này chỉ khiến đám hảo lý quan lại vui vẻ còn dân chúng chăm họ thì khốn khổ bọn quan lại địa phương núp dưới chuyện cống phẩm triều đình gặp mùa dưa chín câu kết với bọn hào phú nguyện chuyện đem dưa cống vua mà sâu xé trăm họ kết quả chỉ quan béo dân gầy người trồng dưa không nuôi nổi gia đình không trồng nộp quan thì quan phủ bắt tội đến nỗi đành bỏ vườn lược quê hương mà đi kiếm ăn ở nơi khác thật là dưa trắng như xương dưa ngọt tựa đường năm năm cay đắng chuốc lấy tai ương quan thái thú họ vạn đến chưa được bao lâu đem cứu xét hai năm rõ mười câu chuyện tệ nạn này, bụng nghĩ, tiến dương ngon, vốn chỉ là con số có giới hạn, làm tốt thì dân có lợi, đằng này lũ quan lại phá lề luật rồi, mình thanh trừng, đổi lại, ắt là bị chúng câu kết chống lại. Nghĩ thế, liền tìm cách làm dần già, được dân chúng ủng hộ, dẫu một bọn quan lại bên dưới, có ngăn trở, vạn thái thú liền vẫn thi hành. Bọn hào phú, quan tham bị thiết đến quyền lợi, tiền bạc, nên giận căm đến tận xương tùy. Trong số họ, lại có người thân thích, làm quan trong triều có chút ít thế là liền báo cho người nhà chúng, đem một số tội trong cách trị dân của thái thú họ vạn kê ra, thôi không cho chị nhập ở Thanh Châu nữa. Vạn thái thú không biết làm thế nào, chỉ đành treo mũ từ quan mà di. Khi rời Thanh Châu, thái thú họ vạn chỉ có một vai hành lý, vài hòm sách. Dân chúng nhờ đến sự thanh liêm của ông, đưa già, rất trẻ, đưa nhau đi tiễn bốn câu thơ lưu lại ở trên chính là do vạn thái thú lúc chia tay với dân chúng cảm xúc mà ngâm khỏi nói đến lũ tham quan hào phú ác kia làm gì lại nói đến thái thú họ vạn sau khi rời thanh châu lên kinh thành dương danh lợi nổi chìm bỗng chốc mười năm đã trôi qua vì tuổi đã cao lòng buồn trí nản liền cáo quan lui về ngày được vua ra ơn cho được như ý liền cáo biệt người thân ở kinh thành lên đường về quê. Dẫu mang tiếng là quan ở kinh thành, mà bên mình không đem theo nổi gia quyến, khi về chỉ một thầy, một tớ mà thôi. Trên đường ngắm sông, ngắm núi, lòng rất chăm chú. Thật là, một lần, chi phủ Thanh Châu, tiền nghìn, bạc vạn dễ đâu đã màng, đề huề lưng túi, gió trăng, người xưa ai dễ sánh bằng với ta. Bữa ấy, hai thầy trò đến trước mặt phủ Hoài Khánh, dừng ngựa lại hỏi, chủ quán bên đường bảo họ, phía trước không xa là ngọn núi Bạch Yến, gần đây tụ tập một bọn người cường tráng, đứng đầu là một vị đại hòa thượng đem theo một số đồ đệ, sư tăng, võ nghệ rất cao cường. cai sứ lục lâm, hảo hán ấy, bọn lái buôn đi qua đều bị cướp bóc, nhất là bọn quan tham, lại nhũng hào phú khét tiếng vơ vét của dân, bọn lái buôn quỷ quyệt, không sao thoát nổi, nhẹ thì cũng mất sạch cua cải, còn nặng thì chết dưới đao gươm. Giờ đang quá trưa sang chiều, chi bằng trọ lại, sớm mai hãy đi thì chắc là an toàn hơn nào biết vạn đại nhân lòng muốn sớm về nhà lại cho là ngoài hành lý chẳng có tiền bạc gì liền an tâm không nghe lời chủ quán tiếp tục lên đường khi hai thầy trò đi qua núi bạch yến mặt trời đã lặn về tây khuất sau đỉnh núi vừa mới lên đèo trời dần dần tối càng đi thì thấy lù lù đen thẫm một rừng thông rất gần bỗng nghe tiếng phèn la rồi từ trong rừng thông xông ra những người như hổ như beo chẳng buông tha hai thầy trò bắt bỏ cương xuống ngựa bị trói nghiến hai tay lôi tuột vào trong rừng rừng tối om chẳng nhìn cả thấy bóng người vạn đại nhân biết lành ít giữ nhiều hối lại thì không kịp đành phó mặc mệnh trời trong cảnh tối om như thế chợt nghe tiếng người kêu to lên thắp đèn rồi thấy một luồng gió từ những ngọn đèn sừng dê phụt lên mà thành dưới ánh đèn trước một khoảng đất lớn trên có một phiến đá lớn trước mặt là một vị hòa thượng to đẹp ngồi uy nghi hai bên có tới mươi vị hảo hán người là sư người là dân đủ các hạng vị hòa thượng cầm đầu qua ánh đèn xem qua hình dáng vạn đại nhân rồi hây, một tiếng một người chạp tuổi trung niên lên tiếng hỏi có phải ông họ vạn phải không vạn đại nhân trả lời ngay vâng ạ à? lại hỏi năm ấy tháng ấy ông làm gì ở đâu trả lời năm ấy tháng ấy tôi tùng nhậm thanh châu chi phù. Chỉ thấy vị hòa thượng thủ lĩnh gật đầu, sai tả hữu đem giấy, bút lại, dưới ánh đèn viết luôn vào giấy, gập lại, thuận tay giao cho hai nhà sư, lại dặn dò mấy câu. Hai nhà sư liền tiến đến, không nói không rằng trước hết cởi trói cho hai thầy trò, bảo đại nhân đừng sợ, chúng tôi vâng lệnh trên, suốt đêm nay đưa đại nhân vượt sông Hoàng Hà, hành lý và ngựa vẫn cả đây, xin mời đi ngay. Vạn đại nhân chưa hiểu mỡ tóp ra sao, đành cùng theo sau hai vị hòa thượng cưỡi ngựa lên đường suốt đêm ngựa đi không nghỉ được hai người hộ tống dọc đường đều bình an vô sự qua hoàng hà trời dần dần sáng rõ đến bên đường lớn nhà sư liền cáo biệt hai thầy trò lại lấy ra một phong thư trao lại theo lời trại chủ dặn vạn đại nhân mở phong thư ra nội dung không có gì chỉ thấy bốn câu thơ về việc dưa thơm mười năm trước đây rời phủ thanh châu mình đã làm duy câu cuối cùng thanh phong minh nguyệt tống nhân quy trăng sáng gió mắt tiễn người về thay một chữ là thanh phong minh nguyệt tống quán quy thanh phong minh nguyệt tiễn người về ông vạn liền hỏi chẳng hay hai vị tu hành tên là gì hai người nói vốn dùng tên pháp danh của nhà chùa xưa một là thanh phong một tên là minh nguyệt vạn đại nhân chợt hiểu ra vị sơn đại vương ở ngọn bạch yến đổi một chữ trong bốn của bài thơ chính là thanh phong Minh Nguyệt tiễn người về, đó sao? Nghĩ đến đấy, chỉ còn ngửa mặt lên trời mà cảm tạ. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị sư, cáo biệt trở về bờ Bắc. Vạn đại nhân trở về quê, suốt đời không quên việc này cho rằng, nếu làm quan thanh liêm, thì nhất định thanh thản. Ông đem việc đó nói lại cho đám học trò hậu sinh. Câu chuyện này lưu truyền ở Thanh Châu rất rộng, dân chúng đến giờ vẫn không quên ơn ông quan họ vạn ấy, mà cái đám quan đến nhậm chức ở Thanh Châu không thể không ghen tức, cho nên Thanh Châu bao đời đâu có yên bình, quan chức đến rồi đi bao lần chuyển đổi, đến năm Càn Long thứ 13, Thanh Châu xảy ra một vụ án lớn và Lưu Dung mới từ đó, từ đất Thanh Châu mà nổi danh, pháp luật vốn từ nhân tình, o ép bức bối dân lành, hình án trước vì dân xét công, ngay cho thật phân minh, năm Càn Long thứ 13, mở khoa thi lấy người tài, lấy được một người độ tiến sĩ là Cao Văn Tá. Ông này đỗ được ít lâu vua sai về thanh châu làm tri phủ thầy của ông trước khi ông lên đường trong tiệc rượu đưa tiễn hỏi con lần này đi nhậm chức trí lực ra sao cao văn tá trả lời được thầy chỉ bảo từ nay xử lý việc gì con chỉ theo mười chữ sau này trên không phụ ơn vua dưới không phụ lòng dân ông thầy rất vui nói tốt tốt lắm nhưng khi gặp nạn thì con tính sao cao văn tá nói con nghĩ kỹ rồi mới thi hành ông thầy nói thế thì tốt nhưng ta giới thiệu cho con một người có việc gì nghi ngờ thì đến hỏi anh ta người đó là lưu dung cũng là học trò của ta con nên nhớ kỹ tên người ấy cao văn tá nói học trò nhớ rồi ạ à? từ biệt thầy cao văn tá chọn ngày lên đường đến thanh châu vừa xuống ngựa cao văn tá cũng chẳng được nghỉ ngơi liền xem xét các hình án đọng lại xem xét đến hàng nửa tháng phát hiện ra có đến vài vụ còn có nhiều quần khúc nghĩ bụng những vụ án này giá như xét đúng thì thôi nếu như đoán sai thì do những người xét trước đã không giữ đúng pháp luật ta lại biết rất ít về dân tình ở đây cách làm ăn sinh sống cũng chưa rõ lắm giá như có sai sót gì thì tự làm hủy hoại mình mất hay sao nếu như đã làm mà không xét được tội thì còn mặt mũi nào các quan phủ nước đã đổi đi hết đến một mình nếu làm sai chỉ tội cho người chê cười làm thế nào cho tốt đây thấy Cao Chi Phủ đang vấp khó khăn, người thuộc hạ biết được liền đến bên thưa. Đại nhân nghe nói có việc gì khó khăn, xin cho biết. Chi Phủ nói, đất này có ai dỗ đạt không? Người kia đáp, người bản địa đỗ đạt ở đây có lưu dung. Chi Phủ tự nhiên nhớ ra, liền thốt ra. Thế thì hay rồi, đó là Cao Chi Phủ nghĩ đến lời thầy học dặn. Ngày thứ hai Cao Chi Phủ thân đến nhà Lưu Dung mời Lưu Dung, để gỡ cái khó đang gặp. Lưu Dung nói, tiểu nhân sợ không có đủ tài đức, Đại nhân đã có ý như vậy, sợ tiểu nhân một mình không làm nổi. Lưu Dung lại nói nhà tôi có hai người giúp việc, không việc gì không phải dựa vào để họ giúp một tay. Tôi sẽ lên công đường thẩm vấn, án do ngài xét, liệu có được không? Cao Chi Phủ chấp nhận hết. Ngày thứ ba, Lưu Dung đem văn thừa, tưởng kỳ đến Châu Phủ mở công đường xét án. Vụ án thứ nhất là Trường Tiểu Thúy mưu giết chồng, phòng xử án đã mở. Lưu Dung truyền cho người truyền lệnh bảo, truyền Trương Tiểu Thúy và Nguyên Cáo vào, người giúp việc hô to, Trương Tiểu Thúy, và sau đó Nguyên Cáo cũng được gọi vào, chỉ nghe tiếng xiềng khóa loảng xoảng một người con gái bị lôi ra trước công đường, bên cạnh là một lão già quỷ bên. Cô gái trẻ dáng vẻ xem ra tử tế, còn lão già mặt đen như dầu, mồm dầu, rõ ra một kẻ chín phần người là chẳng ra gì, mắt thì luôn luôn dòm sang cô gái. Lưu Dung nghĩ thằng già này không hiểu sao làng lại gọi là nũ bá vương. Chỉ cái việc lão già đen lại chiếm lấy cô gái trẻ, cũng đáng chết rồi. Trong lòng cơn tức nổi lên, vội kiềm chế ngay lại. Ông đưa mắt nhìn cô gái rồi bảo, cô kia tên là gì? Cô gái ngẩng đầu nhìn Lưu Dung rồi cúi đầu đáp, Trương Tiểu Thúy, bao nhiêu tuổi? Tiểu Thúy trả lời, giả, 19, trên công đường lại hỏi, người làm sao lại mưu hại chồng mình? Trương Tiểu Thúy nói, lão đâu phải là chồng tôi lão là kẻ thù của nhà chúng tôi, nói xong khóc hu hu, Lưu Dung nói, không được khóc, lão sao lại thành kẻ thù của nhà cô nói rõ đi, ta sẽ cứu xét. Cô gái vẫn không nín nổi, ấm ức mãi rồi nói, nhà chúng con có bốn miệng ăn, ngoài bố mẹ ra, còn có một anh trai, nhận làm của nữ ư bá vương hai mẫu ba ruộng, hàng năm nộp tô xong, lương thực không nuôi nhau nổi ba tháng. Do đó, không giao hết số thóc tô, mỗi năm nợ lại một ít, năm này sang năm khác nợ đến hàng trăm gánh cách đây vài tháng lão già cho người đến thúc tô chẳng thèm hỏi han cứ dán mắt nhìn vào con chúng con chỉ ở trong một gian phòng nhỏ chẳng có nơi nào cất giấu lương thực sau đó lão già nói không có thóc thì cho hoãn nhưng đừng có quên đấy nhé rồi lão chỉ luôn vào con bảo cha con cô bé này lớn tướng rồi đã gả cho ai chưa cha con trả lời cháu vẫn còn bé làm gì có ai mai mối. Lão chẳng nói gì, cười cười rồi đi, qua được vài hôm, một bà mối đến nhà chúng con, đặt hai chục lạng bạc lên bàn, bảo là nữ bá vương đặt lễ, bảo cha mẹ con hãy gấp lo liệu, vài hôm nữa cho xe đến đón dâu. Cha con nghe thế nổi giận, nói, mà mẹ chúng bây, con gái nhà ta là người tử tế, sao lại làm vợ thằng già ấy, liền lấy tay gạt số bạc trên bàn xuống, vung ra khắp đất, rồi nói thẳng vào mặt bà mối bà mối cong lưng nhặt hết số bạc, chừng mắt nhìn cha con rồi nói, này, sau này đừng có mà hối hận đấy nhé, nói đoạn liền tông tả về. Ba ngày sau, trời vừa sáng, chợt thấy bên ngoài có người gọi cửa, cha con ra mở, thấy toàn là sai nha trong huyện, hỏi cha con, mày là trương chàng phú phải không, cha con nói, phải. Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng khóa tay cha con lại, dẫn đi. Mẹ con thấy thế, hô hoán kêu lên không được hành hạ người bọn sai nha thấy mẹ con lớn tiếng liền đánh bà ngã xuống đất, không dậy nổi. Con và anh con phải dìu bà vào nhà, thế là bà bị bệnh luôn. Ngày thứ hai, con mụ mối lại đến, tiến vào cửa nói, ta lại phải muối mặt đến bàn việc lo ngày tiến hành lễ cưới đây. Anh con hỏi, bà nói thế là như thế nào? Mụ mối nói, nhà ngươi đang vận áo xám, cha ngươi bị sai nha trên huyện lôi đi, người thiếu tô phải giam trong thủy lao, ông ấy giả liệu có chịu được không? chỉ dăm ba hôm là chầu diêm vương thôi ta chỉ muốn hỏi cho rõ điều này bây giờ đại nhân ta cần gấp hay là phận làm con các người cần gấp nếu cô mà chịu lại đẻ cho nữ bá vương một thằng con trai rồi lại thêm con gái thì muốn gì chẳng được lão gia đã nói rồi chỉ cần anh em nhà cô nhận lời của ông ấy thóc tô thiếu không đòi nữa hai mẫu ba ruộng thuộc về nhà các người lại được là người thân thích anh trai con nghe không chịu nổi nổi nóng định ra tay con vội vàng ngăn lại bảo bà mối rằng nói không thì lấy đâu bằng chứng nếu như lão gia muốn thế thì hãy viết ra giấy thả cha tôi về nhà tôi sẽ ưng thuận bà mối cười bảo thế là cô đã nói rõ ràng rồi nhé bà ta liền đi về bà ta bảo khoảng xế chiều mặt trời lặn thì cha con sẽ được về khi cha con về chân nhợt ra vì ngâm trong nước việc nhà ông hoàn toàn không biết gì con nói với ông, ông dẫm chân nói rằng làm thế sao được? sao con gái hơ hứa nhà mình lại phải lấy lẽ thứ tư? con nói cha, việc đã rồi, đợi cho lão dê già mang giấy tờ đến đây, con sẽ đi, sẽ có cách đối phó với hắn, quyết làm cho nhà hắn bẽ mặt. ngày hôm sau lúc lên đèn, lão cho xe đến đón con, bà mối theo xe đến, cầm giấy tờ làm bằng, lão ấy đến gần, con sẽ rút dao ra, đâm cho lão một nhát vào tim rồi con sẽ tự đâm sau lúc lão chết nào ngờ lão nhanh tay nhanh mắt gạt được dao chỉ đứt một miếng ở ngón tay lão chạy ra khỏi phòng bắt con trói lại giải lên huyện tố cáo con mưu hại chồng rồi giải lên phù con chết cũng không sao chỉ mong quan lớn giúp đỡ cho gia đình con được yên ổn nói đoạn cô gái lại khóc lưu dung nghe hết dặn đám nha lại ở công đường cởi khóa cho nữ phạm nhân và truyền cho gọi cha cô lại hỏi nghe xong, nhìn nữ bá vương một lượt, hỏi, nhà ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi, nữ bá vương nói, tiểu nhân là Chu Văn Bân, hiện 62 tuổi. Lại hỏi, trong nhà có nhũng ai, nữ bá vương nói, ba vợ nhưng chưa ai có con cả, Lưu Dung cười nhạt bảo, nếu nhà ngươi có con, thì ta e lại hơn cả tuổi trương tiểu thúy đấy. Sao lão không biết xấu hổ, lại còn kiện cáo hả? À? Lão già kia cãi lại rằng, sao lại không tố cáo? cô ta không mưu hại chồng ư lưu dung cả giận bảo nói láo đó là người ép buộc sao gọi là chồng được nữa bá vương nói cô ta bằng lòng đổi lấy tiền của tôi sao gọi là ép buộc lưu dung cười bảo ta hỏi ngươi ngươi mở miệng ra nói là chồng khép miệng lại vẫn nhận là chồng thế giấy tờ hợp pháp đâu không có thế đã có chuyện hai bên thỏa thuận chưa chưa thế đã có văn tự bán mình chưa chưa lưu dung nói cái gì cũng chưa thế mà xoen xoét nói là chồng người ta, rõ ràng là quân cậy của cậy thế, hãm hại người lương thiện, ngay đứng trước công đường của ta cũng coi thường pháp luật, không cho ngươi biết lợi hại, ngươi còn chưa chịu, được, phạt 50 trường. Nghe truyền, sai nhân súng đến vút luôn, đớp, 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 50 gậy đánh cho nát thịt, máu chảy đầm đìa. Nữ bá vương đau thấy ông bà ông vải, kêu lớn, lão ra tha cho, đánh gậy xong, lão nằm bò dưới đất. Lưu Dung nói, Chu Văn Bân, người còn tố cáo nữa hay thôi, thôi à, thôi à, Lưu Dung bảo tố cáo không nên thân. nhà trương chàng phú chịu nhiều tổn thất ngươi phải bồi thường. nữ bá vương nói con đã viết giấy thiếu tô và đất không đòi nữa. cô và cha cô ấy đã cầm sáng nay con lại cho người đưa đến một trăm lạng bạc, đưa cho họ rồi à. Lưu Dung sai thư lại chép kỹ khẩu cung của hắn, bắt nữ ư bá vương ký nhận rồi báo cho gia nhân nhà họ Chu chờ ở ngoài, mang hắn về luôn lưu dung lại hỏi trương tràng phú đã đến chưa lúc đó thấy dưới thềm có một người quỳ thưa giả tiểu nhân đây ạ à? lưu dung nói đem con gái ông về giờ có định gà cho ai phải bàn với cô ấy không được tự ý hiểu không lão trương đáp không dám thế nữa ạ à? không dám thế nữa ạ à? lưu dung bảo thôi đi hai cha con vâng lệnh theo nha môn lui ra lưu dung thấy mọi người đã đi hết liền quay sang cao chi phủ nói vụ án này đã rõ ràng khỏi phiền ngài nhọc sức tôi đã thay ngài xét xong rồi nói xong cả hai đều cười vang lưu dung xét xong vụ nữ bá vương liền cầm đến một tập án khác trên bìa chỉ thấy mấy chữ đánh nhau chết người lưu dung xin cao từ phù truyền lệnh đem mã như long lên công đường dưới thềm vang lên một tiếng đem mã như long vào chỉ nghe thấy tiếng khóa xích loảng xoảng một gã cao lớn tiến ra mình cao hơn bảy thước hai hàng lông mày rậm mắt beo mũi thẳng miệng vuông có dáng anh hùng khí khái, đến trước công đường quỳ xuống. Lưu Dung hỏi, anh kia tên là gì? Bao nhiêu tuổi, mà như Long khai rõ tên họ, khai rằng 25 tuổi. Lưu Dung nói, anh là người đã thi đỗ ngành võ phải không? Sao không biết luyện mình, nghĩ chuyện báo đền ơn nước, lại đi đánh nhau, há chẳng làm xấu mặt tổ tiên ư? Mã như Long bẩm rằng, tiểu nhân tuy có chút võ nghệ, không hề dám nghĩ đến chuyện đánh nhau với ai lưu dung khẽ gật đầu bảo nhà ngươi nói nghe cũng được nhưng tại sao vương tiểu lục lại được xác thực là ngươi đánh chết mã như long vội bẩm thưa đại nhân tôi thật oan vương tiểu lục không phải do tôi chém chết lưu dung nói đầu đuôi câu chuyện ra sao cứ thực khai ra nguyên do mã như long dẫu độ võ cử nhân nhưng không có tiền chạy trọt do đó không được bổ dụng không có nghề gì nuôi thân mã thường qua lại nơi trọi gà cược bạc thấy những con gà trọi khi gặp địch thủ, chỉ tiến không chịu lùi, rất giống với tinh khí của mình, liền cũng nuôi một con. Mã chỉ mong con gà của mình mỗi lần lâm trận đã đánh là thắng, không hề biết thua. Nguyên do đương thời, chơi gà trọi cũng là một thứ cờ bạc, hai bên có gà đưa đến trọi, bàn bạc cá cược tiền hoặc một thứ vật gì thật đáng giá, có người thua đến khuynh ra bại sản. Mã như lòng tất nhiên không tính chuyện cờ bạc mà nuôi gà trọi, chẳng qua chẳng kiếm sống nổi thì thử bước vào nghề xem sao. Chẳng dè con gà của mã trở thành, thắng không biết mệt, khiến giới trọi gà ai cũng mong có trong tay, trong đó có một gã mê cờ bạc trọi gà là Vương Tiểu Lục. Đã mấy lần gã này nỉ mã như long, xin mua được con gà trọi ấy, dù bao nhiêu bạc cũng ư. Mã như long quý con gà như châu ngọc, đâu chịu lấy tiền bạc của hắn. Vương Tiểu Lục ngông cuồng, cố ý chiếm lấy con gà trọi của mã như long bằng được mỗi ngày đến nhà long một lần một hôm mã như long đi ra ngoài chơi vương tiểu lục đến chỉ thấy vợ mã như long ở nhà vương tiểu lục nhân cơ hội hiếm có này bèn nói bà chị này anh mã đã thỏa thuận ở chợ bán gà trọi để tôi mang gà về nhà nhé vợ mã thấy vương hàng ngày tới nhà là bạn thân của chồng mình liền chẳng ngờ vục gì để gã đem con gà đi khi mã như long về nhà thấy gà trọi đâu mất vội hỏi vợ Vợ Mã nói, thế anh chẳng cho Vương Tiểu Lục đến nhà bắt gà rồi ư. Mã như Long liền dẫm chân kêu lên, hỏng rồi, liền chạy vội đi. Mã chạy thẳng đến nhà Vương Tiểu Lục, thấy hắn đang thái rau nấu cơm, hất đầu hỏi, gà của tớ đâu? Vương Tiểu Lục giở thói lưu manh nói, gà của cậu ở nhà cậu ấy. Về nhà mà hỏi, Mã như Long cười bảo, thôi đừng đùa nữa, đem giả tớ đây. Vương Tiểu Lục trơ mặt nói, tao nào có thấy gà qué gì? Mã thấy hắn cứ ì ra liền cáu bảo mày muốn bắt hả để tao vào xem vương tiểu lục dương mắt thách mày dám hả mã như long thấy vẻ gian dối của vương tiểu lục nên bất kể rời đất liền xông thẳng vào nhà vương tiểu lục không nói không rằng thoi vào ngực mã như long một đấm mã vốn có võ đánh đâu dễ mã tránh ra vương tiểu lục đấm hụt lao đầu về phía trước vương tiểu lục biết sức mình không địch nổi mã cầm luôn dao thái rau bổ vào đầu mã Mã lấy tay gạt một bên, khiến gã dùng sức bị mất đà ngã. Con dao trong tay vướng tiểu lục văng ra lại lao chúng vào huyệt thái dương của hắn, máu ở đầu phụt ra, quay mình chết luôn. Nhà vương tiểu lục chẳng có ai mà tố cáo, mã như long lên huyện đầu thú, quan huyện lấy chuyện, ấu đả sát thương, mà luận tội, chuyển lên phủ đem công văn tới bắt đi. Liêu Dung nghe xong bãi xử án, ba ban làm việc đều lui. Liêu Dung về phòng riêng nghỉ ngơi chẳng ngờ Cao Chi Phủ đã chờ sẵn ở đó, thấy Lưu Dung liền bảo, trà trà, đại nhân của ta, sao ngài lại dám thả phạm nhân giết người nhỉ? Lưu Dung không trả lời Cao, chỉ cởi áo, uống trà, rồi từ từ trả lời, đại nhân bảo người tù giết người là ai vậy? Cao Chi Phủ nói, là mã như đương chứ ai? Lưu Dung nói, mã như long sao gọi là phạm nhân giết người được? Cao Từ Phủ nói, thế vương tiểu lục chẳng bị anh ta giết hay sao? Lưu Dung nói, hạ quan theo việc này chưa được bao lâu, có điều gì mong huynh chỉ giáo. Lấy việc hôm nay mà nói luật đã quy định rõ ràng, mưu mô ép người lấy tài vật của người khác sao lại không gọi là cường đạo được. Cao Chi Phủ nói, tài vật chỉ là một con gà, một con gà trọi, nó đáng gì mà bàn. Lưu Dung nói, luật không hề quy định cụ thể tài vật là gì, gọi là một thứ đồ chơi ư, thế đỉnh vạc của miếu đình nhà châu, nhà thương cũng là đồ chơi đó thôi ai ai chẳng coi đó là của báu của quốc gia, giá trị ấy tiền không đổi được, cũng gọi là của cải cả. Cà. Gà trọi tuy là gà, cũng không phải bỏ tiền ra là mua được cũng được quy là tài vật. Mưu đoạt tài vật, thậm chí cướp đi giữa ban ngày, kẻ ấy chính là cường đạo, người ta đến đòi lại còn quanh co, lại còn làm tới, vùng tay đánh người thế là hành hung. Cao Chi Phủ nói như lão huynh viện lý lẽ, thì dẫu là kẻ ăn trộm gà nhà người ta liệu có đáng tội chết chưa mã như long giết hắn há không phạm pháp lưu dung nói mã như long đâu có giết hắn vương tiểu lục dùng dao giết mã như long mã như long phải tự vệ lấy tay gạt ra dao trong tay kẻ giết người văng ra chúng vào thái dương giết hắn tôi lấy khẩu cung của mã như long mà xét đoán trước đã khám nghiệm tử thi đã phê rõ dao văng ra chúng thái dương mà chết do thế mà cho là vương tiểu lục không phải do mã như long giết huống hồ mã như long trần tay không không đem theo vũ khí làm sao mà bảo hắn giết người được cao chi phủ nói vốn dĩ là thế tôi xin chịu anh sau vụ án ấy hai người thành bạn thân không có việc gì là không có nhau